Chót là một cậu bé thông minh, hiếu động, con trai của trưởng làng. Cậu rất thích chơi chọi dế và thường tìm những con dế rất hay, nhưng cậu lại không quý trọng chúng. Ê, con dế của mày đang bất tỉnh kìa. Vậy là thắng rồi. Mày thua, phải chung cho tao hai con quay á. Thôi, dế chiến thua rồi, bọn mình đi bắt con khác đi. Ừ, đi đi. Vì mày, mày đã thua hai con quay, tao sẽ ngắt kẹt cho mày thành dế què luôn. Ê, đừng, tội nghiệp nó. Ai bảo mày bắt nó đấu 7 trận liên tiếp chi? Mày không chơi thì cho tao đi. Con dế này có nhiều đòn hay lắm. Mày muốn làm gì thì làm. Mày không đi đào dế mới để mai đấu lại tụi nó hả? Giờ này thì chỉ bắt được mấy con dế non hoặc dế mèn thôi. Để tao chỉ cho mày cách bắt dế chiến. Sao mày? Sao mày không đem gáo đổ nước vào cho nó chui ra? Bạn con nít nó mới làm như vậy. Đổ nước cho dế ngợp chui ra thì con dế bị yếu, không còn lại dế chiến nữa. Mình phải cập bắt lấy nó. Mới mà bắt được con tốt vậy, chắc hôm nay bỏ thu rồi. Bắt nữa hả? Một con ngon vậy được rồi. Mày cảm cẩn thận, kẻo gãy càng râu là to con dế đó. Mày, to con của tao rồi. Thôi, bắt con khác chứ sao giờ. Thưa cha, mẹ con mới về. Con về trễ vậy? Mau rửa tay đi, chờ cha về ăn cơm. Cha chưa về hả mẹ? Ở ngoài đình á, có lệnh vua nên cha ra đó mãi từ chiều đến giờ chưa có về nữa. Trời ơi, mình bị té hay sao mà toàn thân lấm lem vậy? Không phải, tôi đi tìm dế. Chiều nay lệnh vua ban ra mỗi huyện phải nộp một con dế. Dế làng nào chọi hay á thì sẽ được miễn thuế, không á thì phải nộp phạt gấp đôi. Trời, nhà vua mê dế á, lâu nay ai cũng biết. Giờ phải kiếm dế chọi thật hay, nếu không thì mùa lúa tới đóng thuế hết, chả còn gì mà ăn. Cha cứ yên tâm, con bắt dế chiến rất hay, con sẽ phụ cha bắt. Con lo học đi. Yên tâm, mọi người trong làng đều đi bắt dế cả, thế nào cũng có một con dế hay để dâng vua. Cha phải ăn cơm rồi đi bắt ngay. Đêm nay có chăng thế nào cũng bắt được không ít. Đây, cha xem, con đã bắt được gần chục con dế chọi đây. Cha muốn lấy con nào cũng được. Vậy sao? Vậy ngày mai phải đem ra đình đấu thử mới biết được. Thôi, hai cha con có đi tắm rồi ăn cơm hay không hả? Cơm canh nguội hết rồi. Dễ của trách vua. Mời trận kế tiếp. Mày đừng buồn mà, con dế này gần như là dế cụ luôn rồi. Sáng giờ chọi 6-7 hiệp rồi mà không ai thắng nổi. Tiêu hết chục con dế của tao rồi, công sức tối qua rình mò mãi mới bắt được. Mình chỉ là con nít, làm gì bắt được dế chiến. Tao nghe nói dế dân vua mà giỏi, cả làng còn được thưởng nữa đó. Mình ơi, được cứu rồi. Làng mình đã tìm được một con dế chọi đúng hay. Nuôi bằng cỏ không đủ chất. Bà nó ra chợ mua ngay một ít cua về luộc, bóc lấy thịt để cho dế ăn. Tôi phải đi báo quan trên, đến xem dế tiến cống. Không khéo
chậm sẽ bị phạt cả làng. Cha phải ra ngoài một lát, con ở nhà không được đụng tới con dế này, không được mở ra xem, kẻo nó chạy mất thì cả làng chịu tội đấy, biết không? Vì con dế này mà cha mẹ chả lo cơm nước gì cho mình. Để xem con dế này ngon hơn mấy con mình bắt chỗ nào. Mày làm gì mà nhờ thằng Diếm kêu tao gấp vậy? Vậy mày có đem mấy con dế theo không? Có nè. Tao phải cho nó đấu thử với con dế của cha tao. Ê, có phải con dế làng không? Mày đừng liều. Tao nghe nói là dế tiếng vua đó. Vì dế tiếng vua nên tao càng phải thử xem nó lợi hại cỡ nào. Tha, giúp ta, nó chạy kìa. Ông trời có sập xuống cũng không cứu được mày đâu. À, cái gì như trời sập vậy ta? Cái mồm tàu ề quá. Bắt được con dế chưa? Chết rồi. Chết mày rồi. Dế tiếng vua, cha mẹ mày sẽ đánh mày, rồi quan trên nữa, họ sẽ xử tội cả làng. Kỳ này chết rồi chắc ơi. Không, mày im coi. Mày đừng có mà hù tao. Tao hù mày làm gì? Cha tao nói rồi, không có dế nộp là chết, mà làm chết dế nộp cũng chết. Cũng tại mày, ai bảo háo thắng, phải tỉ thí với dế tiếng vua kìa. Hay là mày nhận mày làm chết dế đi, chứ không cha tao nói tao chết mất. Thôi thôi, vậy thì cha tao cũng đánh tao chết. Thôi tao đi về đây, mất công lát mày đổ thừa cho tao nữa. Hả? Sao thế này? Trời ơi, con trai tôi đâu rồi? Chắc ơi, con ơi, chắc. Tôi đoán là cái thằng nghịch ngợm này mà lại định bắt con dế tiến vô ra chơi đây. Mất tội con dế rồi, trời ơi. Thằng nghịch tử, làm chết con dế rồi phải không? Tao phải đánh mày một trận. Mình ơi, cẩn thận sức khỏe nha. Con nó còn nhỏ, từ từ dạy dỗ. Thằng nghịch tử đó về đây thì tôi sẽ đánh nó nát nít. Cha ơi, mẹ ơi, mẹ con về đi, con bị lỗi rồi, con sợ quá. Sao thế này? Có ai thấy cha mẹ con đâu không? Cha ơi, mẹ ơi, con đã về rồi đây. Con trai, con đã về. Mẹ con về đây làm gì nữa hả đồ nghịch tử? Vua đã tức giận vì làm chết dế nên đài cả làng đi làm nô lệ rồi. Mọi người ơi, chính thằng chết nó gây ra cái sự này. Nó làm chết dế, khiến giờ đây chúng ta phải bị thế này đây. Nó là đứa trẻ ích kỷ, chỉ biết hành hạ loại dế thôi. Mở con ra, mở con ra, đừng thả con vào rừng mà, mở con ra. Con biết lỗi rồi, cha ơi, mẹ ơi, cứu con. Làm ơn như cũng đáng đời mình. Giờ về không có dế thì cũng chẳng xong. Chỉ có thực tiền mới giúp được mình thôi.
có thật là con hối lỗi không? Ông là ai ạ? Ta là ai không quan trọng. Ta giúp được con gỡ tội cho cha mẹ và dân làng thì con có làm không? Dạ được, con sẽ làm tất cả để cha mẹ và cả làng không bị phạt. Xin ông giúp con. Thôi được, thấy con cũng thành tâm, ta sẽ ráng giúp. Con hãy đứng lên. Có vẻ nhanh nhẹn đấy. Nhẹ thì ta sẽ biến con thành dế chọi. Con hãy về tiến cung thay cho con dế kia để cứu cha mẹ. Ông ơi, con không biết chọi dế. Có lẽ ta nên dạy con một vài thế võ. Dế choắt, làm theo ta. Đứng tấn, vuốt râu, giơ chân trái, đá chân phải, xoay người, nhảy trái, nhảy phải, bật xoay, nhảy, 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 cú lượn, cọ cánh, gáy thẳng cẳng. Xong, con đã sẵn sàng. Con nghe đây, sau 3 tháng nữa, vào ngày trăng tròn, con phải quay lại đây, tại gốc cây này, để ta làm phép cho con trở lại thành người. Nếu không, con sẽ làm dế mãi mãi. Con có hiểu chưa? Trăng tròn 3 tháng nữa, con nhớ rồi Thiên Ông ơi. Con bay theo hướng đông, mau về nhà cho kịp. Chúc con may mắn. Con cảm ơn ông. Đừng có vùng vẫy vô ích. Anh đang ở lưới nhện rồi, vùng vẫy chỉ làm anh dính chặt hơn thôi. Không được, tôi phải thoát ra khỏi đây. Tôi phải về nhà ngay. Ai mới đến mà đã dội đi vậy? Có đến 2 con mồi béo bở. Ta phải tranh thủ trước khi bọn chúng dãy dụa làm thịt bớt ngon. Không, không, ta không cam tâm. Ta phải trở về nhà cứu cha mẹ của ta. Ngươi có thôi rung đi không hả? Cái lưới mất cả ngày ta mới dỡ xong. Không xong rồi, ta phải tóm được một con trước khi cái lưới đứt hết. Tiêu rồi. Em đi kiếm mật mà quên đường về, thế là bị con nhện tóm được. Cảm ơn anh đã giúp em lúc khó khăn. Ơn này em nhất định không quên. Được rồi, chúng ta cùng giúp nhau lúc hoạn nạn. Giờ em về nhà đi, anh cũng phải về nhà ngay đây. Nhà anh ở đâu vậy? Để lúc nào em ghé chơi cho cái anh em biết chỗ để hậu tạ anh. Không cần đâu, thực ra anh là một con dế lang thang trên đường. Lần này do mày xui thôi. Ha, cơ hội báo đáp anh dế đây rồi. Tên kia, hãy đỡ. Không, không, tao nè, chót nè, bạn của mày nè thân ơi. Ủa, để biết nói. Tên kia, đừng hòng thoát. Ê, khoan, khoan, bạn của anh, bạn anh mà. Hả? À, bạn của anh, xin chào, tôi là ông Mực. Mới rồi có chút lầm lẫn, xin đừng để bụng nha. Dế biết nói, ông đuổi người. Mẹ ơi, cứu con. À, mẹ ơi, cứu con. Con dế ma kìa. Tao là Chắc, con trai trưởng làng. Chơi với mày từ nhỏ, mày mê nhất là ăn bắp, hay gậy mũi và có nút ruồi ở rốn nữa đúng không? Chắc, là mày thiệt hả? Đúng là mày rồi. Chỉ có mày với cha mẹ tao mới biết nút ruồi ở rốn thôi.
sao mày lại thành dế vậy? Chuyện dài lắm, mày đưa tao về nhà trước đi, tao sẽ kể cho mày nghe. Cho em theo với, em cũng muốn nghe. Quên nói mày nghe, đây là ông Mật, bạn tao mới quen. Thì ra mày hóa dế là vậy, nghe sợ ghê á. Cũng tại tao, lỗi tao làm, giờ tao giúp cha mẹ tao chứ. Dù sao thì anh cũng có lòng muốn giúp, vả lại anh đã cứu em thì không phải người xấu rồi. Cảm ơn em, mà sao giờ em chưa về nhà, gia đình em chắc lo lắm. À, em quên mất, mãi nghe chuyện của anh nên em quên. Anh xoa phấn này vào người, đây là mùi hương đặc biệt của ông, để em có thể tìm và giúp đỡ anh bất kỳ đâu. Cảm ơn em. Chào anh Giới Chất, hẹn gặp lại anh. Chất ơi, con ơi, trời ơi, dế mất, con cũng mất, tôi chết chứ sống làm gì nữa. Dế chết, sớm muộn gì cũng bị vua phạt chết mà. Thôi thì, ta chết sớm một chút cho đỡ nhục nhã với dân làng và mọi người. Ông ơi, tôi đi cùng ông luôn. Chất ơi, chờ tao với. Cha ơi, mẹ ơi, đừng chết mà, con chất đi, con biết lỗi rồi. Bác trưởng làng ơi, đừng tự tử mà, thằng chất về rồi. Cháu nói thật không? Thằng chất đâu? Dạ nó đó, nó lẹp vào rừng gặp tiên, biến nó thành dế, rồi về đây cứu hai bác đó ạ. À. Trời, con trai bé bỏng tội nghiệp của tôi. Có thật nó là thằng chất không? Cha không nghe thấy con nói gì sao? Con là chất đây. Chất à, tao nghĩ chỉ có tao nghe thấy mày nói thôi. Thôi, mày nói gì để tao chuyển lời với cha mẹ mày cho. Chất bảo hai bác cứ yên tâm, đưa nó đi tiếng vua, nó sẽ cố gắng sớm trở về hình dạng người. Con đi tưởng qua giờ chắc mệt rồi, con muốn mẹ nấu gì cho con ăn không? Nó bảo nó muốn ăn canh bắp cải và trứng chiên bác gái nấu. Nó đói bụng lắm rồi. Hả? Đúng thằng chất rồi mình ơi. Nó thích nhất hai món đó. Đợi chút, mẹ nấu ngay cho con đây. Cha mừng vì con còn sống chất à. Nhưng hôm nay cha lên quyển, quan bảo phải chọi với dế của quan trước, thắng thì mới được dân vua. Con chỉ là chú dế bé thế này, cha lo con không chọi nổi. Con mà có làm sao á, cha mẹ chịu không nổi. Chất bảo bác trưởng làng đừng lo. Chất bảo, tuy nó là dế nhưng vẫn có sức như người. Nó sẽ là một con dế vô địch, giúp bác thoát tội. Ăn đi con, tội nghiệp với con của mẹ. Đúng thằng con mình rồi ông ơi. Nó ăn xong cũng y như vậy đó. Thôi, cũng đành tin nó vậy. Quan huyện sẽ tới nội mấy canh giờ nữa thôi. Con nhớ cẩn thận nha con trai, rồi mau về với mẹ. Mẹ chỉ cần con bình an. Trưởng làng ơi, quan huyện sắp đến rồi, mau ra đậu làng đón tiếp. Chắc nó nói, nó đã sẵn sàng rồi bác ạ. Bái kiến huyện quan. Đứng lên hết đi. Nào, ta nóng lòng xem dế của làng ngươi. Chúa thượng mấy ngày nay rất buồn bực vì chưa tìm được con dế nào hay đúng ý. Các ngươi tốt hơn là tìm được một con dế bất bại. Dân ạ, thảo dân chúng con đã cố hết sức. Mời quan xem. Cho hai con dế ra đi. Nó mạnh mẽ, nó đúng là dế của quan. Cái cài của nó chưa, cái cài của nó chưa.
Thế nào? Dế làng của ngươi đâu? Ra đi con, thắng thua gì cũng phải ra đấu một trận con à. Đây mà gọi là dế chọi sao? Thiệt là nực cười. Dế của ta còn bị dế của chúa thượng đánh tơi tả. Thế mà ngươi mộng tưởng con dế này sẽ dâng vua sao? Thưa đại quan, thôi thì cứ chọi cho vui cũng được ạ. Coi như hầu ngài giải khuây. Được lắm, lấy ngọn cỏ chọc cho nó tức khí lên nào. Nhà mi chỉ là một thằng dế quắt con hôi sữa, mau quỳ đi thì ông đây tha cho. Còn lâu, người cứ thử xem đồ kiếu ngạo. Cái gì như sao quả tạ rơi vậy nè? Thằng quắt con kia mày ở đâu? Sao mà thấy sao không vậy trời? Thôi chưa? Dạ rồi, tha cho em đi anh với chắc ơi. Mau cứu giấy quan quyện, mau. Mau cho dế ta ăn bắp non và cua lục để bồi dưỡng. Con dế này giỏi đó. Dạ không dám, thưa đại quan. Đã hại đến dế của ngài, mong đại quan thứ tội. Đồ ăn vặt buổi trưa đây. Gà chọi của ta phi phi đường xa nào. Con dế đâu? Con tôi đâu? Bắt con gà chọi lại. Bẩm quan, con dế nó đang cắn màu gà cởi con gà kìa. Này luôn á. Sao tụi mới thấy chuyện đó vậy trời? Con dế này quả thật là kỳ tài hiếm thấy. Đem dâng lên, thế nào chúa thượng cũng thích thú. Ông đã lập công to rồi đó. Dạ thưa hoàng thượng, thần xin dâng một con dế chiến ạ. Miễn lễ. Sao? Nghe nói ngươi tìm được con dế, nên tỉ thí với lão đại của ta nữa hả? Thần không dám ạ. Hôm nay thần tìm được một con dế hiếm quý, muốn dâng lên cho nhà vua. Chỉ bằng 1/3 lão đại của ta, con dế nhãi nhép này thì làm được gì chứ? Bẩm, thần cũng nghĩ vậy. Mà nó đánh bại con xích thố của thần. Mà lạ lắm nha chúa thượng, nó còn đánh bại cả một con gà chọi nữa đó ạ. Lạ ha. Cũng được, đem ra chọi thử xem. Nếu không đúng như người nói á, thì ta phạt ngươi đó nha. Dạ. Ê, tốt nhất là ngươi nên thắng nữa đi. Ta là người nhân từ, ta sẽ cho dế con nhà ngươi chọi với dế nam thần của ta. Gió đưa cành trúc la đà, ai đưa ngươi tới làm bồi cho ta? Thôi gì mà kỳ vậy? Kệ ta, ngươi làm mất hứng thời gian của ta quá. Mau đấu đi. Xứng đáng là nam thần, động tác lạ lướt đẹp tuyệt vời. Dạ, nhà vua nói chí phải à. Miệng còn hôi sữa thì không nên đi đấu đá làm gì. Ta đây nổi tiếng cao thượng, nên sẽ chỉ xén cặp càng của mi cho chừa thôi nha. Mi dám làm hỏng vẻ đẹp trai của ta, cho mi biết tay.
con dế của các ngươi làm gì vậy hả? Đấu cho đại hoàng đi chứ. Mong nhà vua chờ thêm ít lâu nữa xem sao. Hết kêu căng rồi nhé, dế nam thần. Dạ bẩm, người thấy con dế này như thế nào à? Chiến thuật của con dế này lạ đó. Nhỏ nhỏ mà có võ, không thể xem thường được. Còn chuyện đấu với gà thì thế nào? Dạ, dạ bẩm, thần cũng đã lo liệu việc đó. Mau đưa con gà chọi vô đây. Dạ. Nếu nó thực sự thắng được cả gà chọi, ta sẽ ban thưởng hậu hỷ. Ráng lên con, ráng lên, ráng lên, ráng lên. Con dế này làm chậm hứng thú rồi đó. Mau đem thêm vài con dế khác đến tỷ thí. Ráng lên, dế chắc cho nó biết tay đi. Ráng lên, tấn công đi. Anh tha cho em về đây, em xin thua, em nhớ mẹ em lắm, đừng đánh em nữa. Ôi da, thôi nín đi, nín đi, giờ để về nhà. Anh đánh nhẹ em té là xong nghe chưa? Dế chắc vô địch, ta rất vừa lòng con dế này của Khanh. Ở đâu mà Khanh kiếm được vậy? Dạ, của trưởng làng chỗ thần làm sở tại à. Thưởng cho hắn, miễn thuế cho làng hắn 3 năm. Hôm nay ta đã giúp cho làng ta, cho cha mẹ, thật là vui. Khanh xem, con dế này còn biết nhảy theo nhạc nữa. Quả là thần kỳ, ngàn năm có một. Dế chắc vô địch, dế chắc vô địch. Đánh đập đồng loại thì có gì hay ho mà vui vẻ vậy? Ai thế? Ai nói vậy? Đồ chơi cũ của loài người cũng như ngươi thôi. Đồ chơi mới. Tôi không phải đồ chơi, tôi là một cậu bé. Tôi... Ai vào tay nhà vua cũng là đồ chơi cả. Ngài thích, mai chán, người hay dế có khác gì? Nhưng tôi đánh thắng có thể giúp cha mẹ tôi khỏi tội, dân làng tôi được miễn thuế. Nơi bãi ngô mới gặt, băng qua bãi cỏ xanh, ngôi nhà nhỏ bên bờ đê, ta nằm ngậm sương sớm, trong mặt trời lên, tan tính tình là tình tính ta. Giọng nói văng vẳng bên tai của chất là ai? Có ngụ ý gì? Là phúc hay là quả? Cha mẹ ơi, thân ơi, con nhớ mọi người quá. Ta đã cho mời tiểu vương đưa dế của hắn tới. Nhưng trước hết, ta phải cho dế choắt vô địch của ta đấu với lão đại xem thế nào. Đúng rồi, đúng rồi, kẹp đầu nó đi, đúng rồi. Điểm yếu của ngươi là không quan sát kỹ địch thủ. Đây là điểm chí tử của tất cả con dế. Nếu có thể chọc càng vào điểm này thì ngươi sẽ chiến thắng. Còn đây là lúc ngươi phải thí mạng với tên dế trâu đó. Hả?
không thể tin được. Con dế choắt bé nhỏ như vậy mà đánh bại được con dế cụ bất bại của ta. Quả là thần kỳ. Người đâu? Dạ. Mau đem con dế lão đại của ta đi chôn trong vườn. Nó đã cống hiến một đời rất oanh liệt rồi. Dạ. Sao ông ấy lại làm vậy với mình? Rõ ràng ông đánh thắng mình mà. Bái kiến tiểu dương, xin mời dế của tiểu dương. Kìa, chúa thượng tuy mất đi con lão đại nhưng cũng không nên thay bằng con dế chất tầm thường thế này chứ. Chúa thượng xin kiên nhẫn tin tưởng dế chất xem sao à. Đây là điểm chí tử của tất cả con dế. Nếu có thể chọc càng vào điểm này thì ngươi sẽ chiến thắng. Hả? Thì ra lão đại đã chỉ cho mình cách đánh bại tên dế trâu. Cảm ơn lão đại. Con dế của ta, trâu của ta sao thế này? Được lắm, dế chắc của ta là vô địch thiên hạ. Mau, đem nó vào cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Dạ. Quả mi đẹp đó, rất ra dáng. Bọn này cho ăn dế thì mới khỏe ha. Dạ, chí phải ạ. Cho ăn mấy con dế chọi ắt là tăng sức hơn mấy con dế thường. Anh Choát, anh dế Choát. Ai đấy? Choát ở đây, Choát ở đây nè. Anh Choát, ân nhân, em đã tìm anh bấy lâu nay, may mà được một ông dế cụ chỉ chỗ anh đang ở đây. Dế cụ nào? Ông ấy bảo, tên là lão đại, bảo em vào đây tìm anh. Nếu anh còn sống á thì cứu ra. Lão đại còn sống? Thì ra lão chỉ giả chết. Thật quá thông minh mà. Nhưng anh thì sắp không xong rồi. Lúc nãy em nghe người ta nói sắp bắt dế chọi cho họa mi ăn đó. Anh phải tìm cách thoát ngay đi. Hứ? Thì ra bọn kiến đồn đúng. Nhà vua bây giờ mê chọi chim họa mi, nên mấy ngày nay không thèm đếm xỉ gì tới dế chọi bọn anh cả. Nhà vua dặn phải bắt sống lũ dế cho họa mi ăn mới bổ, nghe chưa? Dạ. Xong lên anh em. Cho chúng nhảy hết xuống ao nào. Chạy thoát thân thôi mọi người ơi. Làm mồi cho chim họa mi liền đấy. Em còn nhớ lần trước anh kể, ông Tiên nói với anh là trăng tròn của tháng thứ ba là anh phải trở về để ông ấy hóa lại thành người đó. Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Là trăng tròn tháng ba. Đúng vậy, anh đi đã 3 tháng rồi. Mọi người ở nhà rất lo cho anh. Ông ơi, cháu hiểu rồi. Từ khi hóa dế đến nay, cháu nhận được nhiều sự giúp đỡ của ông Mật, của dế lão đại. Cháu nhận ra mỗi con vật đều có tình cảm và biết yêu thương. Cháu thấy mình có lỗi với cha mẹ và các bạn dế vì đã đối xử không tốt với họ. Xin ông tha cho cháu được trở lại thành người. Cháu sẽ không làm như vậy nữa đâu. Con đã biết cố gắng và biết yêu thương loài vật, tốt lắm. Đúng ra hôm nay là tháng 3 rồi, trăng đã lên cao rồi mà thằng Chót vẫn chưa về. Hay là... Cháu đừng có nói gỡ. Chót ơi, cha chỉ cần con trở về nhà, là người hay là dế, cha mẹ thấy con cũng an lòng. Chỉ cần được nghe tiếng con thôi. Chót, phải con đó không? Con đây cha mẹ ơi. Chót, con trai tôi đã trở về. Con xin lỗi cha mẹ, con đã làm cho cha mẹ phải lo lắng. Từ rày về sau, con hứa sẽ ngoan ngoãn để cha mẹ được yên lòng ạ. Tôi nhớ mày quá chắc rồi. Kể từ đó, Chót trở thành một cậu bé ngoan ngoãn, chăm học và phụ giúp cha mẹ nhiều hơn. Cậu cũng yêu quý loài vật hơn và không còn hành hạ những con vật nhỏ làm trò vui nữa.
Ngày xưa, có một chàng trai trẻ chưa vợ tên là Tắc. Một hôm, anh vào rừng kiếm củi. Đang ngủ ngon thì bị phá đám, thật là đáng ghét. Hôm nay là một ngày thật đẹp. Đây rồi, đến trốn hả cưng? Ông ta chơi cưng. Chim sẻ ròn ngon thịt ngọt xương lắm đây. Mày chạy đâu cho thoát? Đứa nào ném tao? Đứa nào? Lại là người phá đám ta. Đồ chim dữ, cút đi. Hãy đợi đây, ta sẽ trả thù này. Nè, ăn đi cho đỡ sợ. Thơm quá, nhưng chắc ta chẳng khi nào cần dùng đến. Nhà hắn đây rồi, hãy đợi đấy. Lại là tiếng con quạ xấu xí, mình mà bắt được sẽ bứt trụi lông đó. Mà lại lấy thanh củi. Mình phải đi theo nó coi sao. Ta đốt cháy nhà cho hắn biết tay. Cháy lòng ta rồi. Xin lỗi anh, vì con quạ đó gấp củi tôi đang nướng khoai đốt nhà anh. Mai vẫn còn khung nhà, tôi sẽ lợp lại. Giờ thì có nhà mới luôn rồi. Cô giúp tôi mà mặt đen thùi lùi và bị thương rồi sao? Không phải, tôi vốn xấu xí như vậy rồi. Xin lỗi cô nha. Tôi mồ côi vì đen đúa, xấu xí nên người trong làng đuổi tôi đi. Tôi sẽ giúp anh dựng lại nhà, có được không? Tắc và Mai ngày càng thân thiết, thương Mai cô đơn vất vả. Tắc đón Mai về nhà, cả hai nên vợ nên chồng sống hạnh phúc bên nhau. Mùi thơm quá.
Mình về rồi hả? Cô mình có sao không? Cô là ai? Tôi không quen cô. Mình sao vậy? Mình có bị sao không? Tôi hỏi cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Em là Mai nè, là vợ của mình đây. Ta còn giật mình, huống chi ngươi. Giọng nói, dáng người, quần áo, đúng là vợ mình. Nhưng vết bớt trên má đâu? Da lại trắng như bông bưởi. Em lấy lọ nước thơm mình dắt ở mái nhà ra tắm gội. Đúng rồi, lọ nước thơm. Hồi ấy tôi cứu con chim sẻ nên được nó tặng. Tôi tưởng nó nói linh tinh, nào ngờ vẫn còn một ít. Hay mình cũng lấy tắm đi. Tôi cần gì, mình đẹp là được rồi. Quá yêu thương người vợ xinh đẹp, không muốn rời nửa bước. Nhưng công việc hàng ngày thì vẫn phải làm, nên Tắc đành thuê người vẽ tranh vợ để mang theo, lâu lâu lấy ra nhìn cho đỡ nhớ. Mình đi làm nha. Em đã làm món nước mát cho mình rồi. Lúc khác mình nhớ uống nước, đừng có mê làm quá, sẽ mệt đó. Ngày nào mình cũng gặp nhau, mình mang tranh vẽ của em theo làm gì? Mình nhớ em á, thì trưa em mang cơm vào rừng cho mình. Vào rừng vất vả lắm, làm quá trưa tôi về, trả bức quà cho tôi. Thiệt là mình vào rừng cẩn thận đó. Sao vợ mình càng ngày càng đẹp, lại ăn nói ngọt ngào như vậy? Thật là... Ở đâu lại có người đẹp như thế này? Người mau tìm hiểu xem người này có thật ở ngoài đời hay không. Quan đại thần giúp nhà vua đi tìm người đẹp trong tranh. Trên đường đi, thấy người dân đói khổ, quan bỏ tiền mua lúa gạo để phát cho dân nghèo. Các người mau phân phát gạo này cho dân đi. Người tạ ơn quan. Mọi người xếp hàng nhận gạo theo thứ tự. Quan lớn đã nói vậy thì ai cũng có phần. Dân phải no đủ thì đất nước mới giàu mạnh được. Các người có biết người trong tranh này không? Dạ, đây là bức tranh của tôi, đây là vợ tôi. Đúng là người trong tranh rồi. Có chuyện gì sao? Tôi cho người họa tranh vợ tôi, có gì sai? Ngươi không làm gì sai cả, nhưng nhà vua có lệnh, người phụ nữ trong tranh này phải tiến cung. Không được, đây là vợ tôi. Cãi lệnh vua là tội chết. Vẽ chân dung vợ đem theo đi làm để ngắm cho đỡ nhớ. Ngờ đâu quả từ đó mà ra, vợ chồng Tắc Mai bỗng dưng bị chia cắt. Nàng thì ủ rũ, còn chàng thì cũng không còn tâm trí để làm việc gì. Quack,
đó. Nhìn Vũ Hành sau khi được tưới nước thần trở nên to lớn lạ kỳ, Chặt Tắt nảy ra ý hay để cứu vợ. Hương Quý Phi, mời người dùng bữa. Đã nhiều ngày người không ăn không nói rồi, kéo dài như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe. Về phần nàng Mai, dù được vua yêu mến đem về cung, nhưng lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ về người chồng ở quê nhà. Nàng buồn đến mức không nói cười, không tô son điểm phấn, cũng không cho ai đến gần, khiến nhà vua rất đau đầu. Trẫm tặng nàng mà sao nàng không đón nhận? Hành ơi, giúp ta lần này nha, nhất định ta phải cứu vợ ta về. Nàng Mai, từ khi vào cung đến nay vẫn nhất quyết không nói cười. Nhà vua suốt ngày cứ mãi nghĩ đến người đẹp mà quên cả việc triều chính, khiến quần thần vô cùng thất vọng. Cho truyền chú Hề đến mua vui. Hay, hay lắm. Cho truyền Lăng Y vào. Cho truyền Pháp Sư vào. Tao được tưới nước thần, mày dám bắt nạt chủ của tao? Nhà vua không chăm lo cho dân chúng, chỉ lo rượu chè, lấy lòng người đẹp. Đất nước này cần một vị vua anh minh hơn. Anh kia, đi chỗ cái mà bán. Vua công đất ăn hành. Ông kia, bao trả giờ lại cho ta. Bao trả giờ lại cho ta.
ngươi giỏi lắm, tìm đến tận đây vì vợ ngươi mà vua suốt ngày bắt ta tìm người giúp vợ ngươi cười nói, chẳng lo việc nước. Nếu có quyền, ta cũng trả cho ngươi rồi. Nghe nói ông rất yêu nước thương dân, sao ông không lên làm vua để con dân được nhờ? Ngươi nói vậy là cả ta và ngươi đều bay đầu như chơi. Tôi xin ông đó, hãy trả vợ cho tôi. Quan đại thần nói sao bức tường này là dừng qua, nếu ta rao vợ ta sẽ nghe được. Dọc bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nàng cười rồi, nàng cười rồi. Mau tìm người rao hành vào đây, ta muốn thấy nàng cười nữa. Ngươi hãy rao đi, nàng cười càng lớn ta thưởng càng nhiều. Dọc bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Mau cởi áo ra, đưa gánh hành đây, tự ta sẽ làm người đẹp cười. Chọc bằng đòn gánh cũ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Tên kia, ngươi dám làm người đẹp của ta khóc, quân bay đâu, bắt hắn nhốt vô ngục. Thả ta ra, ta là vua, các ngươi chớ làm loạn. Ngươi là tên bán hành, dám làm loạn trong cung, quân đâu, bắt hắn. Dạ, ngài mới xứng đáng làm vua, tôi chỉ muốn đưa vợ về lại quê nhà. Ta chúc vợ chồng ngươi sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Ngày xưa có hai cậu bé nghèo tên Thiên và Địa, mồ côi cha mẹ, tuổi còn nhỏ phải đi làm thuê để nuôi thân. Cải xanh đây, cải xanh đây, kiếm nè, bánh nướng, cải xanh mới hái đây, bà con ơi, bánh nướng thơm ngon nè, bánh nướng nè, ghé mua nướng nè. Đi cải đi chú hai, cải thằng má con mới nhổ vô đó. Dạ, tiền bán rau của bà đây. Đây, hai hào tiền giao rau của cháu đây nhóc. Bác còn thuê cháu làm gì nữa không ạ? À? Không, hôm nay thế là đủ rồi. Ê, nhỏ, đem 20 trứng với 5 con gà qua cho nhà trọ, tao trả 3 hào. Dạ. Giao 5 con gà và chục quả trứng phải không? Ơ kìa, cái này gần bể rồi, mày phải đền 2 hào. Không, mày cầm vô rồi, giờ bảo tao làm bể, không tính. Cái gì vậy? Thằng này đem trứng bị bể đến thưa ông. Không phải, cháu không có. Thằng này nó cầm lên rồi nói trứng bể, bắt cháu đền 2 hào. Trừ tiền mày 1 hào, đem ra sao bếp cho tao. Nhưng cháu, ai biểu mày cho nó cầm vô? Mày lại cố tình làm hỏng đồ của tao để lấy thêm tiền nữa đó hả? Dạ đâu có. Mày khỏi phải chối, tao nghe nhiều người nói lắm rồi. Ra lấy tiền công của mày rồi nghỉ luôn đi.
Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Đi. Tại mày mà tao ra nông nổi này nè. Ai kêu mày nói xạo? Thì mày mau xéo đi chỗ khác đi. Chỗ này là của mày chắc? Chứ chỗ này là của bọn tao. Bọn mày muốn ở trong trò này thì phải nộp 2 hào mỗi đứa, rồi chúng tao cho giặt nhóm. Cái gì? Trò này là của làng cất, ai cho tụi mày thu phí? Tao có thù đó, làm gì được tao? Không nộp thì lên. Đi đâu? Tao không có tiền, không cho chú nữa thì tao đi. Chạy đi mét làng hả? Bắt 2 thằng này lại cho một chớp. Khoan, tao đâu có liên quan tới thằng này đâu. Ai kêu mày chú mua chung với nó? Chặn nó lại, đánh nó đi. Mày là thằng ăn hại, đau quá. Mày nói gì vậy? Ê, mày đứng đó sẽ bị sét đánh đó. Lại đó chú đỡ đi. Sao mày biết đứng đó dễ bị sét đánh? Mẹ tao dạy. Mày có mẹ sao không về nhà đi? Mất rồi, tao mồ côi. Vậy là mày giống tao. Nhưng sao mày vô làm quán trọ được hay vậy? Tao thấy mày còn biết tính nhẩm cho ông chủ trọ. Lúc còn sống, ba tao có dạy tao mấy chữ với tính toán. Vậy sao mày không làm đàng hoàng để khỏi bị đuổi? Thì tiền lương ít quá, tao nghĩ kiếm thêm được một chút thì đã sao. Hay là từ nay tụi mình kết làm anh em đi. Nè, tao á thì có thể tính toán, tao cũng biết ít chữ nữa. Mày thì có sức khỏe nè, chúng ta có thể giúp nhau. Cũng được, tao với mày có thể cùng nhau làm việc và bảo vệ lẫn nhau. Tao thấy người ta kết bái huynh đệ thì làm vậy nè. Mình không có nhang thì mình lấy cỏ. Ủa, sao cọng cỏ của mày đẹp hơn? Đổi cho tao đi. Nè, cũng vậy chứ có khác gì đâu. Nhưng từ nay mình phải xưng anh em mới đúng. Mày sinh tháng mấy? Tao không biết. Từ khi tao biết chuyện thì tao đã mồ côi rồi. Vậy tao cao hơn mày, tao làm anh, mày làm em đi. Chúng con là thiên và địa, xin trời đất chứng giám. Từ nay kết làm anh em, sướng khổ vui buồn đều có nhau. Đây, anh dạy cho em mấy chữ. Phụ là cha, tử là con. Phụ là cha, tử là con. Huynh là anh, đệ là em.
hôm nay gánh nước nhà ông bá hộ được nhiều tiền quá. May mà có em gánh giúp á, chứ anh chịu đâu có nổi. Anh em như thể tay chân mà. Nó lên tụi bay, trễ học rồi. Lên đi, trễ giờ rồi. Nhân chi xưa, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương diện. À, anh Thiên đi đâu đó? Nhân chi xưa, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương diễn. Cậu bất giáo, tính nải thiên, giáo chi đạo, quý vị duyên. Có phải là nhà thầy đồ ở đây không đĩa? Đúng rồi, nghe tụi nó đọc vui tai quá anh ha. Đĩa, mày kêu anh lên, xem mình có học lớn được không? Chưa thấy, cao chút nữa đi. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Cậu bất giáo, tính nải thiên. Nhanh lên, đổi chỗ đi anh Thiên. Em cũng muốn coi. Hey, đĩa, đĩa. Từ từ, em mới lo anh thôi mà, vẫn chưa thấy gì cả. Nhưng mà đĩa ơi, bộ mày chạy đâu cho thoát, hôm nay phải cho bọn nó một bài học. Vô tụi mày ngon, nhào vô. Ờ, ngon, nhào vô. Ngon ha, chứng lộn hết tiền của nó cho tao. Có chuyện gì vậy? Dạ, tụi con bắt quả tang bọn này đang lẻn vào nhà thầy ăn cắp à. Xin giúp với, anh con bị chảy máu đầu rồi. Dù con không có làm, con biết gì đâu. Nè, con mau đi gọi thầy Lan đến nhà ta. Thưa thầy, tụi con không có lẻn vào ăn cắp. Tụi con... Nếu muốn cứu anh cậu thì mau đi mời thầy Lan nhanh lên. Con đã tỉnh rồi à? May mà vết thương không nguy hiểm, chỉ để lại sẹo thôi. Dạ bẩm thầy, con cảm ơn thầy. Thiên, anh tỉnh rồi. Xin lỗi anh, tại em mà anh bị thương. Cảm ơn thầy đã ra tay cứu giúp chúng con. Nghe đĩa nói, hai con đang học lõm ta đúng không? Thưa thầy, chúng con xin lỗi thầy. Chúng con chỉ là trẻ lang thang không tiền không nhà, nhưng cũng muốn học lấy cái chữ ạ. À, các con hiếu học như vậy, thầy lấy làm vui. Con nghĩ đúng rồi đó. Chỉ có học lấy cái chữ thì các con mới có thể trở thành con người tốt hơn. Thưa thầy, chúng con chỉ có vài hào này công làm thuê. Con xin gửi thầy tiền thuốc của anh Thiên hôm nay. Còn việc chúng con học lấm chữ của thầy, chúng con xin làm thuê và sẽ trả sau ạ. Xin thầy. Thật hiếm có học trò có lòng như hai con. Con cứ giữ lấy, coi như ta tặng cho người hiếu học. Hay là các con ở lại đây, ta có thể dạy chữ miễn phí cho. Các con còn có chỗ để ngủ nữa. Thật sao thầy?
Nhưng ta đã lớn tuổi, một mình ta dạy học thì không đủ ăn cho ba người được. Thưa thầy, thầy cho chúng con tá túc, lại còn dạy chữ miễn phí, chúng con không biết đền ơn sao cho hết. Chúng con sẽ thay phiên nhau đi làm để kiếm cái ăn. Anh tính vậy nè, hôm nào em đi làm thì tối anh sẽ dạy chữ lại cho em. Còn anh đi làm thì tối em dạy lại cho anh, được không? Dạ được. Chúng con tính vậy, được không thầy? Nếu các con nhất quyết như vậy thì hãy kiên trì đến cùng. Xin thầy nhận chúng con làm học trò ạ. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Thiên là trời, địa là đất, vạn vật sinh ra đều có sự sống. Ngủ hả mày? Mày biến ngay đi. Mày bị đuổi việc, không tiền công gì hết. Anh Thiên, hôm nay em học được hai chữ thiên và địa, là tên hai anh em mình đó. Em viết cho anh xem nha. Tên hai chữ đó anh biết rồi, anh đi ngủ đây. Hôm nay làm mệt quá. Hôm nay anh trồng lúa cho bá hộ à? Ông ấy trả nhiều tiền không? Anh, thật ra hôm nay... Mà, cũng tại ông bá hộ bắt anh làm một mình, không ai phụ á. Anh mệt quá rồi. Vậy là hôm nay không có tiền công hả? Anh Thiên! Con đi ngủ đi, thằng Thiên đỡ sốt rồi, chắc là không quen làm việc nặng, cảm nắng chút thôi. Địa à, mày lên nghỉ tí uống miếng nước đi, làm sáng giờ rồi. Dạ. Mày siêng hơn thằng Thiên, nó làm được tí thì lại xin nghỉ mấy tí, chẳng làm gì nên hồn. Tao đuổi nó rồi. Dạ, không đuổi anh con rồi sao? Một mình mày làm bằng mấy lần thằng Thiên. Thôi, ráng làm xong sớm, tao thưởng thêm cho. Dạ, con cảm ơn ông. Địa, em về rồi. Ngồi đây đi, hôm nay thầy dạy anh nhiều thứ lắm á. Anh, ngày mai ông bán rau, kêu mình đem rau qua làng bên cho ổng, thì được một quan tiền lận đó. Em đã nhận rồi, mai anh đi làm bên đó nha. Để nè, ngày mai á, anh biết là tới lượt anh đi làm, nhưng thầy đang dạy gian dở bài này. Mai em có học bài này á, cũng không có hiểu đâu. Vậy, anh tính sao? Hay á, mai tụi mình đổi cho nhau đi. Anh ở nhà học tiếp, còn em đi làm. Khi em về á, anh sẽ chỉ lại toàn bộ bài hôm nay và ngày mai cho em luôn. Vậy đi. Ăn cơm thôi, hai đứa chắc là đói rồi. Bẩm thầy, có thật là nếu mình đậu hết ba kỳ thi sẽ thành trạng nguyên làm quan lớn đúng không thầy? Đúng vậy, đó là vinh dự không những của một người giữa hàng trăm sĩ tử, mà còn là vinh dự cả làng, cả vùng nữa. Làm quan chắc sẽ có nhiều tiền hả thầy? Đương nhiên là vậy rồi, em còn hỏi nữa. Không phải quan nào cũng mặc áo mão bằng gấm lụa hay sao? Làm quan đương nhiên là phú quý, nhưng quan trọng chúng ta biết đem tài học ra giúp đời, chứ không phải theo đuổi những hư danh phù phiếm. Các con hiểu chưa? Dạ thầy. Con sẽ gắn đầu trạng nguyên để nhà mình hết nghèo.
Anh Thiên, em có ý này. Đằng nào thì anh cũng làm không nổi, còn em thì học hành chậm chạp. Hay là từ nay anh lo học, còn em đi làm. Mai này anh thành trạng rồi thì anh em ta cùng hưởng phú quý. Nhưng còn việc học của con thì sao? Bẩm thầy, con có thể học ban đêm. Anh Thiên học xong chỉ lại cho con. Anh Thiên sáng dạ hơn con. Nếu cứ bữa học bữa làm như vậy thì tụi con sẽ mãi chẳng đi đến đâu hết. Đây là việc riêng của hai con nên ta cũng không có ý kiến. Nhưng các con phải nhớ, việc quan trọng này cần nhiều sự hy sinh và rủi ro. Các con phải cân nhắc kỹ. Ta chỉ hy vọng các con là anh em tốt, mãi thương yêu nhau, thì rồi thành công sẽ đến đền đáp công sức của hai đứa. Em nói thật sao? Em sẽ đi làm nuôi anh ăn học hả? Ừ. Vất vả lắm đó. Hai anh em mình làm mà còn chật vật, huống gì mình em. Thì anh thương em, anh ráng học thật giỏi, đậu trạng, làm quan thật nhanh đi. Để em được học lại, rồi em sẽ làm quan giống anh. Anh em ta cùng làm quan. Giờ em làm, anh học làm quan. Mai này anh làm quan rồi á, anh nuôi em học làm quan luôn. Chúng ta cùng làm quan. Ừ. Thiên và Địa lớn dần lên. Địa cắm cúi đi làm kiếm tiền cho Thiên ăn học. Tối về, Địa nhờ Thiên chỉ bài. Nhưng dần dần Thiên viện cớ không chỉ cho Địa nữa. Địa đành tạm ngưng việc học. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta. Ui cha, nói ăn cái là đói liền vậy hả? Ai bánh ít, bánh ú, bánh giò, bánh gai đây? Ai bớt của bán bánh, ở đây. Dạ dạ. Cho tôi mấy cái bánh ú đi cô. Bánh của anh đây. Trời nắng mà anh chăm chỉ quá ha. Bánh của anh nè. Cảm ơn cô. Trời nắng vậy mà cô đi bán cực quá ha. Lại còn mặc đồ này nữa. Ơ, cái anh này vô duyên. Tôi thích mặc gì đi bán thì kệ tôi chứ. Ý của tôi là cô mặc đồ đẹp quá. Còn anh, sao anh làm việc chăm chỉ vậy? Phải giữ sức khỏe chứ. Ngày nào tôi bán bánh ngang đây cũng thấy anh làm có một mình. Cảm ơn cô. Tôi cố gắng làm việc để nuôi anh Thiên học làm trạng, rồi chúng tôi cùng hưởng sung sướng. Khó lắm đó nha. Anh thiệt là rộng lượng. Chúng tôi thân thiết còn hơn cả anh em ruột. Tôi nuôi ảnh, mai này ảnh nuôi lại tôi. Thấy anh thật thà, chăm chỉ, lại lạc quan như vậy. Thôi, coi như tôi tặng anh mấy cái bánh, giúp anh mạnh khỏe mà nuôi dưỡng mơ ước của hai người. Ê ê, cô bán bánh cũng cực khổ. Để tôi gửi tiền bánh cho cô nha. Ủa, cái cô này đi đâu nhanh vậy ta? Bánh ngon thiệt. Quên không biết cô đó bán ở đâu mà mua tiếp bây giờ. Ăn vô làm sao mà thấy khỏe khoắn cả người. Hay ghê á. Đôi bụng buồn ngủ quá. Sáng giờ học không được, giờ này mà Địa chưa về nữa. Ai bánh ít, bánh ú, bánh giò, bánh gai đây? Bữa bánh ít ơi. Quan quan thư cưu, đại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nè, phải anh mới gọi mua bánh không? Ôi hay, cái anh này cầm sách ngược mà cũng đọc mãi mê vậy. Có mua không? Cho tôi đi bán chỗ khác chứ. Phải rồi, đúng là tôi gọi cô nương đó. Cô kia bán bánh bên đàn. Chẳng hay cô có
chàng nào hay chưa? Thơ gì mà vô duyên vậy? Lấy cho hai cái bánh gai. Anh là học trò, chắc học giỏi lắm ha. Người ta chữ nghĩa đầy bồ á, thì tôi đây cũng được một bụng, đủ để gian danh với đời. Vậy anh làm thơ về bánh gai đi, rồi tôi tặng, khỏi trả tiền. Cô này dám thử tôi hả? Được thôi. Anh thì không ngon cũng bánh lá gai. Anh đây có dạy cũng trai học trò. Thì tôi làm thơ theo ý cô rồi. Đưa bánh đây. Trời ơi, thơ văn gì mà ngộ vậy? Anh còn bảo bánh tôi không ngon nữa hả? Chê như vậy là tính tiền gấp đôi à nghe. Mai này á, tôi làm quan trạng cho cô coi. Có thật vậy không? Cô thấy tôi như vậy cô không tin tôi hả? Cô đẹp quá mà, và bánh thơm quá. Vậy khi nào thành trạng, nhớ trả đủ tiền cho tôi. Ủa? Mới đó mà thầy đã mất 3 năm rồi. Thật đáng tiếc, không thể nhìn thấy anh đầu kỳ thi hội tranh giải khôi nguyên. Anh đừng buồn, em tin là thầy trên trời có linh thiêng, ác sẽ vui mừng cho anh. Thầy vẫn kỳ vọng vào anh rất nhiều mà. Em cũng ham học, đâu kém gì anh. Thầy vẫn tiếc cho sự học dở dang của em đó thôi. Lo gì, anh gắng đậu trạng nguyên đi. Vậy là em được đi học lại, rồi em sẽ làm quan cùng với anh, chung hưởng phú quý. Phải rồi. Ủa, cái gì đây? Anh Thiên, mai anh lên kinh ứng thí rồi. Em đã chuẩn bị cho anh một ít đồ ăn và đồ dùng. Ngoài ra, đây là 30 quan lộ phí đi đường. Không có nhiều, nhưng mà anh ráng tiết kiệm chút, chắc cũng đủ dùng đó. Đĩa, em đã hy sinh cho anh nhiều quá. Ơn này anh không biết lấy cái gì đền đáp. Nguyện bằng mọi giá, đề danh bản vàng, đón em vào kinh chung hưởng phú quý. Anh Thiên, anh Thiên đậu rồi. Anh Thiên đậu trạng nguyên rồi bà con ơi. Ê, nghe như thằng Thiên đậu trạng nguyên rồi phải không? Dạ đúng vậy. Anh Thiên đã đậu trạng rồi bác ạ. Cháu xin gửi trả tiền đã dây của hai bác đây. Tiền đâu mày trả? Mới hôm nào mày còn xin tao khất lại mấy ngày mà. Dạ cháu trả ruộng, bán hết nhà rồi bác ạ. Vậy thì lấy chỗ đâu mà ở? Cái ông này khéo lo. Giờ thằng Thiên làm trạng, làm quan to rồi, đương nhiên là tới lúc thằng Địa hưởng phước chứ sao. Hai bác cứ nói quá. Cháu bán nhà lấy tiền trả nợ và mua quà lên kinh thành thăm anh Thiên, chúc mừng anh ấy trước. Mày sao mà, ít nhất cũng giữ lại cái nhà. Lỡ mà thằng Thiên nó không đậu, hay là nó đậu mà không nhận mày, mày còn có chỗ mà về chứ. Không có đâu. Mấy người đi thi cùng với anh Thiên về báo lại cho cháu biết đúng là anh đậu trạng rồi mà. Ôi, cháu hơi đâu mà nghe lão bán già nói lung tung. Anh em cháu thân nhau còn hơn ruột thịt, ai cũng biết. Kệ ông đi. Tôi thì mong là ông nói sai. Chẳng lẽ thằng Địa nó hy sinh như vậy mà nỡ lòng nào đối xử không ra gì với nó hay sao? Ôi, ở đời giàu đổi bạn sang đổi vợ. Nhưng tôi cũng mong thằng Thiên không phải là người bạc bẽo như vậy. Bấm quan trạng, có phú hộ họ Phạm gửi quà mừng và thư mời tới tiệc mừng thọ của ông Lý tối hôm nay ạ. Nhà hộ Phạm? Gia thế làm sao? Ngươi có biết không? Dạ bẩm, nhà đó là giàu nhất phía Tây Kinh Thành đó ạ. Họ làm ăn lớn, quen biết toàn là quan tam phẩm trở lên. Nghe nói tể tướng cũng phải nể mặt đó. Vậy thì trả lời cho họ biết là tối nay ta sẽ tới. Đúng là một bước lên mây, nhưng đây chỉ là khởi đầu. Ta phải trở thành tầng lớp thượng lưu thì mới mong trụ vững ở kinh thành này.
Cái gì vậy? Ngươi là người hầu của Trạng Nguyên mà sao không có phong thái ung dung gì hết trơn? Người ta đánh giá ta thì sao? Ê, dạ bẩm, bẩm quan trạng, có người đem lễ vật tới xin gặp. Ai? Dạ, người đó bảo là em của quan trạng, tên là Địa. Trông hắn thế nào? Dạ, ăn mặc nhà quê như là từ xa tới, đem theo một buồng chuối với khệ nệ gói bánh gói quà gì ấy à. Cứ như là bán hàng rong á, trông buồn cười lắm. Buồn cười cái gì? Đuổi đi ngay, nhà ta có phải chỗ bán hàng rong đâu, mà để gã lang thang ở đó. À, dạ, dạ quan trạng, con đuổi ngay đây. Cái tên Địa này đúng là ảo tưởng trèo cao mà. Chắc muốn mình trả nợ cho hắn á. Trời ơi, ai mà biết ta anh em với hắn, chắc ta chẳng còn mong gì quan cao bổng lộc luôn quá. Nhà ngươi nhận hoàng xiên gì vậy? Quan trạng nói không biết ngươi, mau đi đi. Không, không thể nào. Hãy cho tôi vào gặp anh ấy. Nhìn thấy tôi chắc chắn anh ấy sẽ nhận ra. Lính nào, đuổi hắn đi cho ta. Dạ. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình lầm người? Không, không, không thể nào anh Thiên lại làm như vậy được. Ta sẽ chờ ở đây để gặp được anh Thiên. Anh Thiên, em là Đĩa đây mà. Anh thật đã đậu trạng rồi. Em đem chuối sứ mà anh thích ăn nhất nè, còn có cả bánh gai nữa. Hơi chập một chút nhưng mà vẫn còn ăn được. Kìa, anh Thiên, anh quên ngày xưa rồi sao? Ở đời lúc nghèo thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 9.000 anh em. Cái gì? Ta biết ngươi cũng là một trong số 9.000 anh em đó thôi. Ta chỉ là Trạng Nguyên, không có giàu có gì. Đâu phải ai tới nhận làm anh em thì cũng cho tiền được. Về nhà đi, ta không thể giúp gì cho ngươi được hết. Sao anh có thể đối xử như vậy với tôi chứ? Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, còn hứa khi làm quan anh sẽ cho tôi đi học cùng hưởng phú quý kia mà. Này thì dối trá, này thì tình anh em như thể tay chân, này thì chuối sứ, này thì bánh gai. Làm quan là hay lắm sao? Mình bạc bẽo. Tôi chết rồi, túi tiền của mình, mấy hào cuối cùng của mình. Thôi rồi, tự nhiên lại quăng cả tiền như vậy, tôi chết tôi rồi. Cháu ơi, con trẻ đừng có làm điều đại dột. Không bỏ cháu ra. Không được. Ông ơi, ông có làm sao không? Ông ơi, thuốc sắc trong nhà. Dạ đây. Ông đang bệnh mà chạy ra đây làm cái gì? Đó, tôi già bệnh sắp chết mà còn ham sống. Cậu trẻ người mà lại muốn nhảy sông chết giữa đêm, tôi thấy vậy sao làm ngơ được. Dạ, cháu đâu có muốn chết. Tại cháu lỡ tay ném túi tiền xuống sông nên phải mò lại. Cháu chỉ còn từng đó tiền để về quê thôi. Trời ơi, làm tôi cứ tưởng. Xin mời. Ôi, hôm nay vui quá. Dạ, xin mời. Vì mấy trăm năm chúng ta mới có một buổi hội ngộ như vậy. Dạ đây. Chúc ông Phạm phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đa tạ quan trạng. Được quan trạng chiếu cố đến tệ xá, thật là vinh dự lớn cho tôi. Ngài quá lời, tôi cũng chỉ là học trò áo vải, có chút tài văn chương, được bệ hạ ưng ý mới được chiếu cố đến. Trạng Nguyên, ngài khiêm tốn quá rồi. Văn bài của ngài tôi đã được xem qua,
quả là kỳ tài hiếm thấy. Quả nếu không phải vậy thì làm sao hàng trăm sĩ tử chỉ có ngài đổ đầu. Tôi đây là thương buôn, nhưng rất mến mộ anh Tài. Nếu quan trạng ngài đây không chê, tôi xin được gả một đứa con gái cho ngài. Ôi chào, ông Phạm nhanh thật đó. Hôm qua tể tướng mới chỉ ngỏ ý với tôi định gả con gái cho Trạng Nguyên đây, mà nay ngài đã nói trước rồi. Các ngài đùa tôi rồi. Tôi đây hèn mọn, không biết có xứng với các bậc khuê cát nhà quyền quý hay không. Điều này còn xin chờ bề trên định đoạt. Quan Trạng nói như vậy cũng phải, xem chừng nhà vua đang muốn định hôn cho Quan Trạng nữa đó. Tài giỏi như ngài thì dù lấy ai đường quan trường cũng tốt đẹp cả, có phải không các ngài? Phải. Nào, xin mời, xin mời, mời. Mời. Chuyện của cháu thật là rối rắm khó tin. Dạ, cháu cũng biết vậy. Bây giờ cháu biết kêu ai hả ông? Cháu đối với bạn bè thật lòng, ở hiền gặp lành khắc sẽ có phúc báo. Tên Thiên đó không trả thì rồi trời sẽ sai người khác tới trả cho cháu đầy đủ. Ông đã đưa đò ngót 30 năm ở đây, loại người nào cũng từng thấy qua. Ông biết chắc chỉ có người tốt thì mới ung dung sống thôi cháu à. Cháu hiểu rồi, nhưng bây giờ cháu chưa biết đi đâu hết. Về làng thì cũng xấu hổ, mọi thứ đều bán hết rồi. Thôi, giờ ông già rồi, hay à, cháu ở đây chèo đò kiếm sống đi. Ông cháu ta có gì dùng nấy, ông sống nay chết mai thì tất cả căn chòi lẫn bến đò này đều để lại cho cháu, có được không? Ông đừng nói vậy. Nếu ông không chê, dạ cháu xin nhận ông làm cha nuôi, chăm sóc ông lúc tuổi già. Thưa quan trạng, hôm nay người chầu, nhà vua có phong cho người làm phò mã không ạ? Ngươi cũng nhanh thật, nhà vua mới chỉ hỏi ý ta, chứ chưa ra chiếu chỉ mà ngươi đã biết rồi. Bẩm quan trạng, chúng tôi phải biết đón đầu những cái có lợi cho chủ nhân chứ. Tôi còn biết chắc là nhà vua sẽ gả công chúa cho ngài, chứ nếu không ở đâu có giữ ngài lại kinh thành 3 tháng trời. Cũng phải, lấy công chúa, rồi đây tương lai ta sẽ không ai cản được. Cô kia, đi đứng vậy hả? Có biết đây là ai không? Tôi không cần biết mấy anh là ai. Đi giữa phố xá mà nghênh ngang, không xem trước xem sau như vậy. Người thôi đi. Cô nương bán bánh gai, cô còn nhớ ta không? Anh học trò làm thơ vô duyên chứ gì. Giờ tôi đã đậu Trạng Nguyên rồi, không biết cô có còn nhớ lời hứa khi xưa không? Anh giờ làm quan rồi, anh nhớ hay không tôi đâu dám trách. Tôi đã hứa là trả gấp đôi tiền bánh cho cô, nhưng cô phải cho tôi biết tên, biết nhà đã. Cái anh này vẫn vô duyên như xưa, không muốn trả thì thôi. Quan Trạng ơi, người đang làm gì vậy? Nè cô nương ơi, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Trước đây tôi đã hứa thì nay phải thực hiện, nhưng ít ra xin cho tôi biết tên. Giả lại tôi đụng trúng cô, xin cho tôi đưa cô về nhà để tạ lỗi. Thưa quan trạng, ngài đang tới phủ của lễ bộ thượng thư, không thể để ông ấy chờ được. Thôi được, tôi tên Sam, nhà tôi ở ngay mé bờ sông thôi, gọi là Thiên Lý Gia Trang, anh cứ đến đó mà hỏi. Giờ tôi phải về, tạm biệt quan trạng. Quan trạng, quan trạng, chúng ta phải đi thôi. Thôi, ông lái đò ra đi thanh thản là mừng cháu ạ. Cháu cũng đã cố gắng chạy chữa cho ông ấy rồi, chỉ tội cháu từ nay thui thủi một mình. Dạ, cảm ơn bà an ủi. Bà cứ về đi ạ, cháu ngồi với ông thêm một chút nữa. Dạ, cháu không sao đâu, bà cứ về đi.
Này anh. Hả? Ôi, cô làm tôi hết hồn. Anh ơi, cho hỏi có chuyến đò nào qua sông không? Tôi là lái đò đây, nhưng giờ này trễ rồi, không qua sông được đâu cô, nguy hiểm lắm. Vậy tôi làm sao về nhà được bây giờ? Giờ cũng không có quán trọ nào mở cửa. Hay nếu mà cô không chê thì ngủ lại nhà của tôi, rồi ngày mai tôi đưa cô đi sớm. Vậy anh ngủ đâu? Tôi ngủ ngoài này cũng được mà. Dù sao thì ông ấy cũng mới mất, nên tôi nằm đây bầu bạn với ông ấy thêm một đêm cho vui. Cảm ơn anh. Hình như cô là cô gái bán bánh phải không? Anh còn nhớ tôi sao? Quan Trạng, bóng Quan Trạng. Sao? Tôi đã dò hỏi khắp nơi, bên bờ sông này làm gì có Thiên Lý Gia Trang nào. Có khi nào ngài bị lừa không? Ngươi nói như vậy là sao? Ngươi đã tìm kỹ chưa? Nhiều khi họ thích sống ẩn dật. Dạ thì kinh thành này nhà giàu nào tôi cũng từng nghe qua. Dạ. Để mai tôi sẽ xem kỹ hơn những nhà bên kia sông. Quan Trạng à, ngươi còn phải lấy công chúa, không nên vì một cô gái thường dân mà hủy hoại sự nghiệp như vậy. Ngươi thì biết cái gì? Cô ta ở Thiên Lý Gia Trang lại ăn mặc như vậy, nhất định không phải gia đình tầm thường. Lấy công chúa thì ta cứ lấy, còn cô ta được làm vợ lẽ của ta, không phải cũng là phúc phần của cô ta hay sao? Gia đình không tầm thường mà phải đi bán bánh sao? Cô Sâm, tôi dọn giường sạch sẽ rồi, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi nha. Tôi ngủ ngay ở bên ngoài bờ sông, có gì cô cứ kêu tôi ha. Anh Địa tốt bụng quá, tôi biết lấy gì báo đáp. Cô đừng ngại, cứ coi như đồng hương giúp đỡ nhau. Chẳng gì thì hồi xưa cô cũng giúp cho tôi ăn bánh mà không có lấy tiền. Anh định cứ sống thế này mãi sao? Anh không định bắt anh Thiên phải trả giá sao? Ban đầu ức quá, tôi cũng có ý định đó. Nhưng 3 tháng qua ở chung với ông lái đò, tôi học được nhiều điều nhân nghĩa lắm. Trách người bội bạc không bằng dành thời gian tự học, tự phấn đấu. Nếu anh Thiên có nhận tôi thì tôi cũng phải tự học hành. Ảnh cũng phải lo cho sự nghiệp của riêng ảnh chứ. Anh thật là biết nghĩ cho người khác. Thôi, cô ngủ đi cho sớm. Mai tôi sẽ đưa cô qua sông sớm để về nhà nha. Thôi chết rồi, mình hứa dậy sớm đưa cô Sâm qua sông kia mà. Đây là đâu mà lạ quá. Nhớ đêm qua mình ngủ ngoài bờ sông, để cho cô bán bánh ngủ trong nhà mà. Bẩm chủ nhân, mời ngài đi rửa mặt rồi hẳn ra ngoài ạ. Hả? Cô gọi ta là chủ nhân sao? Dạ, mời chủ nhân vào rửa mặt ăn sáng trước đã. Phu nhân đã cho người nấu nhiều món mà chủ nhân thích ăn rồi. Hả? Tôi là chủ nhà này. Gió sông thổi mát quá, thì ra là nằm mơ thấy nhà cao cửa rộng. Thiệt là. Thưa phu nhân, chủ nhân tỉnh rồi. Tôi nằm mơ thôi, tôi không phải chủ nhà này. Mấy người nhầm rồi. Anh Địa, anh ngồi xuống đã. Hả? Cô Sâm, cô có phải là cô Sâm tối qua tôi cho cô ngủ nhờ không? Hay cô là ai? Cô nói đi. Hay là tôi đã chết lạnh đêm qua, nên tôi đã được về cõi trời.
Anh Địa hãy bình tĩnh nghe em nói. Em là tiên nữ trên trời. Vậy là đúng rồi. Tôi đang ở cõi trời. Là thật nè. Em nắm tay anh. Tôi tin rồi. Cô Sâm hãy nói đi. Em là tiên, nhưng xuống trần để giúp anh. Chứ không phải anh chết đi mà được lên cõi trời. Anh ăn ở nghĩa tình nên Ngọc Hoàng cảm động, đã sai em xuống giúp đỡ. Thưa chủ nhân và phu nhân, bữa sáng đã dọn xong rồi. Phu nhân, nàng đã là vợ ta từ lúc nào? Anh có vui khi có em ở bên không? Vui, vui chứ. Anh thấy mình thật có phước. Mong sao được sống những ngày yên bình. Nhưng anh Thiên đã phụ bạc anh. Anh không hận anh ấy hay sao? Anh không hận. Chỉ buồn là tình anh em đã bị đồng tiền đen bạc làm cho lung lạc mà thôi. Từ nay em là vợ anh, sẽ giúp anh học hành thành tài, không phải sống khổ sở hay buồn tủi nữa. Là thật vậy sao? Con tạ ơn trời đất, tạ ơn tổ tiên phù hộ đã thương con. Từ nay con xin chăm lo học hành, chí thú làm ăn, không phụ lòng trời đất, thầy đồ và cha nuôi đã giúp cho con. Anh ở hiền thì gặp lành thôi mà. Cảm ơn em đã đến giúp cho anh. Anh nguyện cả đời này sẽ không phụ lòng em đâu. Được rồi, anh mau vào ăn sáng, còn đi mời anh Thiên nữa. Mời anh Thiên? Anh mau quên quá, sắp đến giỗ thầy rồi. Chẳng lẽ anh không mời anh Thiên về giỗ thầy hay sao? Mình đã đút cho các quan nhiều tiền như vậy, hy vọng sẽ có được một chức quan ở kinh thành. Nhưng mà nếu lấy được công chúa thì hy vọng công việc sẽ nhàn hơn. Thưa quan trạng, thưa quan trạng. Chuyện gì? Có một người ăn mặc sang trọng, trông không thua gì phú hộ họ Phạm, tới xin gặp ngài, nói là anh em kết nghĩa của ngài. Tên là Địa. Ngươi có chắc hắn tên Địa không? Dạ. Mời hắn vào đây gặp ta. Không lẽ là cùng một người, tấm thiệp sang trọng như vậy, hắn có thể sao? Kính chào quan trạng. Dạ, em là Địa đây. Anh Thiên không nhận ra em sao? Có thật là Địa không? Anh không nhận ra em cũng phải. Em... em gặp được may mắn khi làm ăn, cho nên thay đổi một chút. Có vẻ em gặp may mắn hơn anh nhiều ha. Dạ không, em đâu dám. Này em đến trước là để chào hỏi anh, sau là có chút quà tặng anh, gọi là ra mắt. Thằng Địa kia, mày nghèo hèn như vậy, đi ăn cắp ở đâu đem tới đây có đúng không? Anh Thiên, em nghèo chứ em không hèn. Đây chỉ là chút quà mọn, em mong anh nhận cho. Quà sang, quà đẹp, không mọn, không hèn. Mời em ngồi. Kể anh nghe về công việc và cuộc sống lúc này ra làm sao? Cuộc sống bây giờ của em rất ấm áp, hạnh phúc. Hạnh phúc? Có sung túc không? Làm gì? Em xin phép chưa nói được à. Anh nhận quà là em đã vui rồi. Nếu như anh muốn biết nhiều hơn về em thì xin mời anh tối nay đến nhà em chơi. Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ thầy của chúng ta. Nhờ thầy mà chúng ta mới có nơi ăn, có chốn ở, có chỗ học hành. Anh có nhớ không? Ngày giỗ thầy đó. Anh nhớ chứ, công ơn thầy đã cưu mang dạy chữ cho chúng ta bao nhiêu năm trời. Anh vẫn luôn mang ơn thầy, tự trong đáy lòng,
Vậy tối nay anh đến nhà em đi, chúng ta thắp cho thầy nén nhang rồi cùng ngồi hàn huyên chuyện cũ, có được không? Anh cũng muốn lắm, nhưng vợ phần làm quan danh giá, đương không đến nhà dân như vậy không phải phép. Nếu không phải là việc công để đến nhà dân thì ít nhất cũng là hậu lễ. Hậu lễ là như thế nào ạ? Anh cứ nói đi rồi em sẽ liệu. Thì em phải trải chiếu hoa, thắp đèn xông trầm hương suốt từ cổng nhà anh đến cổng nhà em là coi như lòng thành. Như vậy á thì anh không thể không tới, mà cũng không có ai dám dị nghị gì hết. Không làm được đúng không? Thôi bỏ đi, anh chỉ nói vậy thôi, không có áp lực gì em đâu. Không làm được á thì coi như em chưa có tới ha. Tiễn khách. Đũa mốc chồi mâm son, tưởng có quần áo đẹp quà tặng quý thì qua mắt được tao à. Trời. Bóng quan trạng, người làm sao vậy? Ngoài cổng đã thấy gì chưa? Dạ vẫn chưa ạ. Nhưng nếu vậy quan trạng đâu cần phải đi. Người ngốc lắm, ta nói như vậy để thử xem hắn giàu có cỡ nào thôi. Ta rất là tò mò xem hắn thế nào. Quan trạng, xin mời ngài ra ngõ mà xem, đẹp quá. Hả? Đẹp quá hả? Phải đó. Phải chứ qua sao mà hay đến vậy luôn á. Mình có đi không quan trạng? Đi, sợ gì mà không đi. Để con lấy đồ, đi theo quan trạng. Đi theo ta làm cái gì? Những việc riêng tư như vậy, ta muốn đi một mình. Cứ để con theo hầu, lỡ đâu có chuyện gì, con đỡ. Chuyện gì là chuyện gì? Tới nhà em của tao thôi mà, nó hiền như cục đất, biết làm hại ai. Vô trong lo việc đi. Cô nàng bán bánh xinh đẹp, ta đã tìm nàng khắp nơi. Thiên Lý Gia Trang là ở đâu? Nàng lừa ta có phải không? Tại thiếp chưa thấy chàng thật tâm tìm kiếm nên thiếp thoát ẩn thoát hiện vậy thôi. Nếu chàng thật sự có lòng sẽ biết được thiếp đang ở đâu. Anh Thiên, anh đã đến rồi. Thật là vinh hạnh cho em quá. Đĩa, đương nhiên anh phải tới rồi. Không ngờ tư dinh của em đẹp quá trời quá đất à. Dạ, anh Thiên mau ngồi đi. Mau bày tiệc rượu ra. Mau bày tiệc rượu ra. Anh không ngờ những món quý giá như vậy, tưởng chỉ có ở trong cung vua thôi chứ. Dạ chưa hết đâu anh. Hôm nay xin hãy uống thử rượu chỉ có ở Thiên Lý Gia Trang của em. Thiên Lý Gia Trang? Đây là Thiên Lý Gia Trang? Nàng bán bánh xinh đẹp, sao nàng lại ở đây? Thiếp tên Sam, không phải tên bán bánh. Sao lúc nào đứng trước nàng ta cũng không làm chủ được bản thân? Ta tìm nàng mãi nhưng người hầu báo không có Thiên Lý Gia Trang. Ta hỏi nàng, sao nàng lại ở đây? Anh Thiên, anh biết vợ của em sao? Vợ em? Cổ là vợ em. Anh Thiên, em xin giới thiệu với anh, đây là Sâm, vợ của em. Em có được như ngày hôm nay cũng là nhờ cô ấy. Anh Thiên, anh Thiên. Anh Thiên, anh nhớ ngày xưa chúng ta thay nhau đi học đi làm không? Lúc đó chỉ toàn ăn khoai với bánh ít, bánh ú không à. Nhớ chứ, nhớ hồi đó em đổi cho anh bánh gai vì anh thích bánh gai, lại đổi khoai mật để em ăn khoai sùng. Anh thương em cũng là vì vậy, em hy sinh cho anh quá nhiều đi à. Anh đừng nói vậy. Chúng ta đã thề trước trời, sướng khổ có nhau rồi kìa mà. Em thật sự đã hy sinh cho anh nhiều thứ,
chức quan này anh làm được cũng nhờ em. À, giờ anh không cần nữa. Anh không được nói như vậy. Anh nói thiệt, anh không cần những thứ anh đang có nữa. Anh sẵn sàng đổi hết cho em. Đổi hết. Hả? Địa, anh nói nghiêm túc, anh nói thiệt. Anh lạnh lùng với em lúc trước á là để gom góp đổi cho em cuộc sống của anh. Như đã hứa với em từ trước đó. Em hãy lấy hết đi, lấy tất cả những gì anh đang có. Còn anh sẽ ở lại đây, chúng ta đổi cuộc sống cho nhau, hả em? Anh biết anh đang nói gì không anh Thiên? Anh Địa, nếu anh Thiên đã có lòng như vậy thì mình hãy nghe lời anh ấy đi. Anh Thiên, anh nói với anh Địa có thật lòng không? Đương nhiên là thiệt. Anh sẵn lòng đổi tất cả những gì anh có, lấy những gì mà Địa có. Nhưng phải bao gồm cả nàng nữa. Nếu thật vậy, xin anh hãy làm một tờ giao ước ghi chép rõ ràng, để sau này anh Địa không thể thưa kiện được. Đúng, nàng nói rất đúng. Các người mau báo với người hầu của quan trạng đến đưa ngài về phủ, vì ngài ấy sai quá rồi. Không ngờ nàng là chủ nhân của Thiên Lý gia trang, sao lại còn đi bán bánh dạo kia chứ? Em chỉ muốn giả trang để xem người nào yêu thương em thật lòng, chứ không phải vì sự giàu sang của em thôi. Hay. Vậy giờ anh Thiên có muốn đi xem gia trang của em giàu có thế nào không? Được. Vậy thì ta sống sung sướng cả đời mà khỏi phải làm lụng gì cho mệt. Đổi chức quan để lấy nàng quả là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời ta. Nếu anh bắt được em. Người đâu? Dạ, ngài gọi tôi. Ở đây là đâu? Đây là phủ Trạng Nguyên. Vậy là sao? Hôm qua hả? Vợ ta đâu? Anh Thiên đâu? Vợ ngài. Dạ bẩm ngài, phu nhân của ngài vừa mới về phủ. Bên lái đò. Vậy mà chèo đò kìa, mặt trời cao quá ngọn sào rồi. Bên lái đò. Các người để yên cho ta ngủ. Người gì mà ồn ào. Nè, dậy đi. Nè. Anh lái đò ơi, dậy đi. Nè, mau đi. Để gì của chúng tôi rồi, mau đi. Các người im liền. Ta là Trạng Nguyên, không phải người đưa đò, nghe chưa? Không thể như vậy. Gia trang của ta đâu? Châu báu của ta đâu? Vợ đẹp của ta đâu? Áo mão Trạng Nguyên của ta đâu? Ảo tưởng đi ông ơi, mau kèo đò đi, không thì tối lắm bây giờ. Thì ra Thiên Lý gia trang chỉ là ảo ảnh. Anh Thiên chắc không thể nào ngờ rằng mình đã mất hết tất cả chỉ trong một đêm. Anh ta đã vong ân phụ nghĩa mà còn tham lam, nên anh ta phải trả giá. Nếu anh ta biết hối cải thì may ra trời thương tình. Nhưng anh đâu thể ở đây, đâu phải là chức quan của anh đâu. Anh đừng lo, em sẽ giúp anh học hành. Mai sau anh muốn đỗ đạt làm quan hay không tùy anh. Nhưng anh Thiên đã giao kèo, còn có cả văn tự, thì anh cứ ở đây, đừng lo gì cả. Cảm ơn em. Thực ra anh không cần nhà cao cửa rộng, anh chỉ cần sống một đời an yên ở bên cạnh em là đủ rồi. Từ đó Sâm giúp Địa học hành. Vài năm sau, Địa cũng đổ trạng làm quan và sống hạnh phúc với Sâm suốt đời. Còn Thiên, anh ta vì vong ân phụ nghĩa nên phải trả giá cho những hành động của mình, mất tất cả và quay về sống cuộc đời nghèo khó. Anh ta cứ mãi không thôi tìm kiếm ngôi nhà và châu báu trong ảo ảnh
nên mãi chỉ là người chèo đò đến hết đời. Thuở ấy, buôn làng Mơ Nông lúc nào cũng nhộn nhịp, vui vẻ. Người Mơ Nông sống bình yên giữa những dãy núi cao hùng vĩ, bên dòng thác Bức Sò ngày đêm reo vui, tung bọt trắng xóa. Rẫy lúa ăn cả bon mới hết, ná to bắn cả bon mới nổi, ché rượu cả bon uống mới nhạt, làm rẫy cùng chung một vạt, làm nhà cùng chung một bon. Gia làng, nay ông thả trâu ở đâu vậy? Ta thả trâu ở bìa rừng gần chân núi. Vậy để tôi dắt trâu đi thả giùm ông, chiều tôi sẽ đưa chúng về. Ông cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Cái bụng ta muốn ở nhà, nhưng cái chân ta không có muốn. Ta vẫn còn khỏe, chân ta vẫn dẻo dai như con nai con hươu trong rừng. Vậy tôi vào rừng kiếm củi, hái rau quả đây. Chim rinh đẻ trứng thì hạn, chim rang đẻ trứng thì trời âm u, gà rừng đẻ trứng thì rẫy đốt không cháy, chim clan đẻ trứng thì lúa sẽ bị lép. Núi rừng thật đẹp làm sao, buôn làng mình ở xa xa kia thật đẹp làm sao. Voi ngoan, tao biết mày sẽ ở ngay dưới đây đỡ tao mà. Bây giờ mày hãy bẻ những cành cây khô kia xuống để tao lấy củi về đun nấu nha. Củi đã vùng chặt, vùi đã đầy rau quả, chúng ta về làng thôi. Con, mày thoát nạn rồi. Từ nay mày đừng chọc giận hổ dữ nha, nó sẽ ăn thịt mày đó. Tạm biệt mày nha, chó con. Mày nhanh chạy về với đàn của mày đi, cha mẹ của mày đang chờ mày đó. Mày không có đàn hay cha mẹ sao? Vậy mày cũng giống tao rồi. Mày có thể theo tao về buôn làng làm bạn, ở đó mọi người tốt lắm, không ai làm hại mày đâu. được rồi, tụi mình về làng thôi. Bên kia những dãy núi cao chập trùng, rất xa xôi là kinh thành của vua Brum bạo ngược, hung ác, tham lam, chuyên sai quân đi cướp bóc khắp nơi. Ta nghe nói phía sau ngọn núi đó là những buôn làng Mơ Nông giàu có. Ngươi hãy cho quân lính đi tìm hiểu, rồi về báo cho ta biết. Thưa đức vua Rum vĩ đại, thần xin nghe lời người. Mày bắt được nó ở trong rừng sao? Tôi thấy nó không có cha mẹ giống tôi, nên đưa nó về làm bạn. Lát nữa, tao sẽ đưa mày đến chỗ này vui lắm. Mày thấy thác nước của buôn làng tao đẹp không? Nước mát lắm, mày xuống tắm đi. Dumfrey, mày có dám nhảy xuống nước không? Dám chứ sao không? Dumfrey thật là dũng cảm.
lại lặn giỏi và bắt được cá lớn nữa. Cứu, cứu, cứu. Mày là trai làng gì mà dở ẹt vậy? Không biết bơi là sao hả? Trai làng mà mày không biết bơi hả? Làm sao mà lặn ngực bắt cá giỏi vậy tao đi. Được không sao, nếu mày muốn tao sẽ tập bơi cho mày. Ai cần mày dạy bơi? Mày ý mày giỏi được mọi người khen ngợi cái mày lên mặt với tao? Tao không có ý đó đâu. Không ai coi mình ra gì hết trơn. Trời ơi, đáng ghét mà. Tất cả mọi người trong làng này ai cũng thấy ghét hết trơn á. Thật là đáng ghét. Đi theo nó, nó sẽ giúp chúng ta chiếm được buôn làng này, mang của cải về cho vua Râm Vĩ Đại. Mình không thèm chơi với bọn nó nữa, toàn lũ đáng ghét mà. Đứng lại đó. Các người là ai? Ta là tướng quân của vua Râm Vĩ Đại. Vua Râm sao? Ở đất nước xa với chúng tôi mà, sao quân lính của ông ta lại tới đây? Định trốn sao? Xin ông tha mạng. Tôi biết ông vua Brum của mấy ông, tôi không có dám chống đối đâu. Bọn ta ở rất xa nơi này, nhưng người vẫn biết được danh tiếng của vua Brum vĩ đại. Ngươi cũng giỏi lắm đó. Đi theo phục tùng vua Brum, ngươi sẽ được coi trọng và được thưởng công xứng đáng. Hả? Nhưng các ông tới làng tôi làm gì? Ta đến tìm hiểu xem làng của các ngươi có giàu có hay không, rồi sẽ lấy hết mọi thứ về dâng cho vua Râm Vĩ Đại. Hả? Nếu ngươi đi theo giúp ta, sau khi chiếm được làng này, ta sẽ cho ngươi làm gia làng. Lúc đó tất cả mọi người trong làng này sẽ phải kính sợ và tôn trọng ngươi. Đúng vậy, tôi muốn tất cả mọi người phải kính sợ tôn trọng tôi. Làng này ai cũng cười nhạo chê bai, không coi tôi ra gì. Nếu được làm già làng, tôi hứa sẽ trung thành với vua Brum suốt đời luôn. Vua Brum chắc chắn sẽ thưởng cho ngươi thật nhiều trâu bò, chiên ché. Vậy ngươi có biết làng này giấu vũ khí ở đâu không? Phải đề phòng bọn chúng chống lại chúng ta. Này, làng tôi trước giờ sống bình yên, không gây chiến với ai bao giờ. Làm gì có vũ khí mà giấu. Thưa đức vua Brum đáng kính, làng mà nông bên thác Bút So rất giàu có. Họ có đàn voi đông đúc, rất nhiều trâu bò dê lợn chen nhau ăn cỏ trong rừng. Gà trống gái giang trời, gà mái đẻ con chạy khắp buôn làng. Nhà ai cũng có nhiều chiên ché, bắp lúa chất đầy kho, đời sống rất no đủ. Người giỏi lắm. Dân làng đó rất hiền, không có vũ khí để đánh lại chúng ta. Vậy ngươi hãy dẫn thêm quân lính băng rừng đạp núi đến đó, lấy hết mọi thứ về đây cho ta. Nè nè nè, mấy đứa nhỏ thủ già quá té bây giờ. Đốt hết cho ta. Ê, chạy đi qua đây. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Có chuyện gì vậy? Sao gia súc của buôn làng lại chạy vào rừng trốn? Voi ơi, hãy đưa tao lên cành cây cao nhất. Có chuyện xấu xảy ra với buôn làng rồi, mình phải về nhanh thôi Voi ơi. Đó là nhà của già làng. Nhà ông ta có rất nhiều trâu bò, chiên ché, lúa bắp chất đầy kho.
thằng Chấp, mày là con của buôn làng, sao mày lại dẫn giặc về đây cướp phá hả? Mày là con sâu con bọ làm hại dân làng, lòng dạ mày độc ác như con rắn con rết, mày hãy cút đi, cút đi. Nó là anh em của tao, nó đã hứa trung thành với vua Brum Vĩ Đại, không ai được đụng vào nó. Dân làng các ngươi hãy nói gương thằng Chấp, hãy phục tùng và trung thành với vua Brum Vĩ Đại. Các ngươi cướp của, đốt phá buôn làng ta, vua Brum của các ngươi độc ác, bạo ngược, hãy cút khỏi buôn làng chúng ta. Cút khỏi buôn làng ta, cút khỏi buôn làng ta. Ta. Đây là nhà của thằng Dumpri, nó nghèo nhất làng, trong nhà không có gì hết trơn. Vậy thì bắt con chó đốt nhà nó cho ta. Lại đó. Lũ giặc kia, ai cho tụi bay đến làng tao làm loạn? Mày là ai? Tao là Dumpri, người con của buôn làng này. Ai cho tụi bay đến đây cướp phá? Chấp, ai cho mày bắt chó của tao? Tao bắt theo lệnh của tướng quân vua Frum. Và lại có sao không? Chính thằng Chấp dẫn quân giặc đến đây cướp phá. Mày thật độc ác, dám làm hại buôn làng. Tụi giặc đánh đâm đi bị thương rồi. Nếu các người dám chống lại vua Brum thì sẽ đổ máu như nó thôi. Chúng ta không chống lại chúng được đâu. Chúng rất mạnh và hung ác, nếu còn chống lại thì sẽ bỏ mạng đó. Tiếp tục cướp phá hết cho ta. Cũng bị thương rồi, chúng ta không thể chống lại tụi giặc hung ác đâu. Tụi giặc thật độc ác. Bây giờ chúng ta biết phải làm sao đây? Đúng rồi, giờ phải làm sao? Của cải thì bị cướp bóc, nhà cửa thì bị đốt cháy hết rồi. Tao phải làm gì để giúp dân làng đang khốn khổ đây? Mày đi hái lá thuốc về cho tao trị thương sao? Cảm ơn mày nhé, chó ngoan. Mày đừng sợ, tiếng hổ gầm ở xa lắm. Mày sợ tao gặp nguy hiểm sao? Tụi tao không bỏ rơi mày đâu. Chúng ta ngủ thôi, sáng mai tao phải quay về buôn làng, không thể để bọn giặc cướp phá như vậy được. Này cho tôi với. Phần của mày đây. Anh còn nhớ lời hứa với tôi không? Tao hứa gì với mày hả? Ông hứa cho tôi làm già làng, tôi sẽ bắt dân làng khuất phục và trung thành với vua Grum mãi mãi. Tao nhớ chứ, mày rất giỏi mà. Tụi tao đã lấy được bao nhiêu thứ quý giá về cho vua Grum vĩ đại. Làng này sẽ là của mày, nhưng lũ làng vẫn còn muốn chống đối, chưa chịu khuất phục. Phải làm sao cho tụi nó yếu đi, không còn nghĩ đến chuyện chống lại bọn ta nữa. Nếu đứa nào cũng khỏe và liều lĩnh như thằng Dumpri thì rất nguy hiểm, cái chức già làng của mày sẽ khó mà giành được đó. Cái thằng đáng ghét đó, nó rất được lòng của dân làng, tôi phải nghĩ cách mới được. Tôi nghĩ ra cách rồi. Hay, hay lắm, kế này của mày rất hay. Vua Rừng Vĩ Đại rất thích nơi này, tiếng hát nước quá lớn,
sẽ khiến người ăn không ngon, ngủ không yên. Làng các ngươi muốn yên ổn thì bây giờ hãy dỡ đá phía trên đỉnh thác, thả xuống dưới để ngọn thác thấp xuống, nước chảy êm tai hơn. Không thể làm vậy được, như vậy là xâm phạm đến thác nước thiêng liêng. Làm sao mà dỡ đá cho dòng nước chảy êm được? Trời ơi, thác nước cao như vậy mà. Trời ơi, bây giờ chúng ta đủ phải làm bao nhiêu lâu mới xong đây? Không nói nhiều, các người muốn sống yên ổn thì hãy làm theo lệnh của vua Rung Vĩ Đại. Các người hãy lên phía trên ngọn thác và làm việc. Ai làm việc thì có gạo và muối để ăn, nếu không thì chết đói cả làng. Để dân làng không thể chống trả, lũ giặc dắt kiệt sức của dân làng bằng cách bắt dân làng phải làm việc cả ngày. Từ người trẻ đến người già, đàn ông và đàn bà, ai ai cũng phải làm việc cực khổ và nguy hiểm. Làm việc đi, đồ lười biếng. Các ngươi mà không làm thì sẽ chết. Và làng có sao không? Ông hãy nghỉ ngơi cho đỡ mệt, để tôi làm cho. Tôi phải thật độc ác, người già sao có thể làm việc cực khổ như vậy được? Cao lớn khỏe mạnh như vậy, hãy đến chở những hòn đá lớn đi, để hòn đá nhỏ cho người già làm. Đừng chống lại tụi nó, nếu không làm, chúng sẽ làm hại hết cả làng ta đó. Nhưng chúng bắt dân làng làm việc cực khổ cũng là muốn hại chết dân làng rồi. Cái bọn chống đối này, cứ xích nó lại, bỏ đói nó vài ngày là nó sợ và ngoan ngoãn nghe lời thôi. Chúng phải làm sao đi? Nhà cửa bị đốt hết rồi. Cha ơi, cha đừng chết mà cha. Già làng ơi, chúng ta không thể để bị ức hiếp như vậy được. Già làng hãy kêu gọi mọi người cùng đứng lên chống lại lũ giặc. Làm sao mà chúng ta chống lại chúng được đây? Chúng ta phải bắt được tên tướng giặc. Nếu bắt được tướng giặc thì tụi giặc sẽ như rắn bị mất đầu, chúng sẽ sợ hãi mà rút quân. Cái tụi độc ác này như nấm mọc sau mưa, bắt được tướng giặc này rồi sẽ có nhiều tướng giặc khác tìm đến thôi. Nhưng chúng ta phải đứng lên cho họ thấy dân làng không thể bị áp bức bóc lột. Cứ như vậy dân làng sẽ chết mất. Dân làng chúng ta quen sống bình yên no ấm, bây giờ phải chịu đói khổ, sức khỏe thì suy kiệt vì phải làm việc quá sức, cái bụng không đủ no, trong tay không tất sắt, làm sao đánh giặc? Nhưng nếu chúng ta cúi đầu chịu đựng thì cả làng cũng sẽ chết. Chúng ta phải đoàn kết đánh đuổi bọn giặc, dù có hy sinh nhưng chúng ta sẽ được tự do rồi xây dựng lại buôn làng. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Anh Đồng Phi, nó đang kêu gọi dân làng làm phản. Đứa nào muốn làm phản bước lên đây. Không được bắt nạt dân làng, vì mày kích động làm phản mà dân làng bị đánh. Chỉ có thằng Dumfrey muốn chống lại vua Frum, đúng không? Mày đừng có lì lợm nữa, hãy ngoan ngoãn như dân làng đi. Dạ, không bao giờ. Ta phải giết ngươi. Bảo đuổi theo, tránh lên. Lần này nó chắc chắc rồi. Nó đã rớt xuống vực sâu rồi, chắc chắn sẽ không giữ được mạng. Vậy là loại bỏ được một tên muốn làm phản, bọn dân làng đó sẽ không dám chống đối lại chúng ta nữa. Mau quay về làng canh chừng cho ta. Chó ngoan,
Mày đừng kêu lên vậy, hộ sẽ đến bắt mày đó. Tạ ơn thần linh bảo vệ, con vẫn còn sống. Thật may là tụi giặc tưởng tao đã rơi xuống vực tan xác nên bỏ đi. Tao sẽ đi tìm người giúp đỡ buôn làng. Người mà đông khắp vùng núi này rất đông. Chúng ta còn có những dân tộc anh em khác, chắc chắn sẽ có người giúp làng tao đánh đuổi bọn giặc. Dạ ơi, có thể cho tôi xin một nắm cơm không? Cậu đói lắm sao? Ăn đi. Cảm ơn già. Tôi đã ăn rau quả trong rừng mấy ngày nay, hôm nay mới được ăn cơm. Già chỉ giùm tôi nhà của già làng này với. Mà sao làng vắng lặng vậy? Nhà già làng á, có mái cao nhất đó. Người làng vào rừng lên rẫy hết rồi. Già làng ở nhà canh lũ khỉ phá phách ăn trộm bắp. Vậy tôi chào già. Tôi đến gặp già làng đây. Cảm ơn già đã cho tôi ăn cơm. Cậu là ai? Có chuyện gì lại ghé làng ta vậy? Tôi là Damri, đến từ làng Bờ Nông bên thác nước Bức So. Làng của chúng tôi đang bị giặc của vua Brum đến cướp phá. Tôi đến đây cầu xin già làng hãy đến giúp làng chúng tôi đánh đuổi quân giặc. Hey, không được đâu. Vua Brum bên kia dãy núi rất là hung ác bạo ngược. Làng chúng ta không muốn mang giả đâu. Nếu quân giặc Brum chiếm được làng tôi, đến khi không có gì để cướp phá nữa, chúng sẽ tràn đến các làng khác để cướp phá. Chúng ta phải cùng nhau đoàn kết đánh đuổi quân giặc. Hey, làng chúng tôi xa như vậy lại nghèo đói, quân giặc chẳng có gì để cướp phá đâu. Cậu hãy đi tìm làng khác giúp đỡ đi. Đi đi. Nè, ta chỉ giúp cậu được vậy thôi. Cậu đi đường bình an nha. Cảm ơn già làng. Nếu ông thay đổi ý định, hãy đưa người đến làng tôi giúp đỡ. Không nản chí, chàng Damri cùng chú chó băng rừng lội suối, tìm đến nhiều làng người Mơ Nông và các dân tộc anh em khác xin giúp đỡ. Ai ai cũng sợ tiếng ác của vua Brum, nên không ai dám giúp đỡ làng của chàng Damri. Mày đừng sợ, có tao ở đây. Trời nắng quá. Nước mát quá. Mày phải uống nhiều vào nhé. Mày yên tâm, tao với mày ngủ trên cây thì sẽ không có thú dữ nào làm hại mình được đâu. Xin chào nữ thần mặt trời. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Chó ngoan, bắt lấy cá. Mày phải ăn cho no để theo kịp tao nha. Không biết dân làng sao rồi. Mình đã đi bao nhiêu lần mặt trời lên rồi xuống mà vẫn không có ai giúp đỡ. Buồn quá. Mình nhớ làng, nhớ mọi người quá. Chó ngoan thường rất ít sủa khi ở trong rừng vì sợ gặp thú dữ. Sau đây nó lại sủa ầm ĩ lên vậy. Chắc nó đang gặp nguy hiểm rồi. Mình phải nhanh tìm cứu nó. Thì ra là mày sủa bóng mày dưới nước, làm tao cứ tưởng mày gặp nguy hiểm chứ. Mày nhìn thấy không, bóng tao cũng in dưới nước đó, không có con chó nào dưới đó đâu. Thôi, mày đừng sủa nữa, chúng ta phải tiếp tục lên đường thôi, trời sắp tối rồi. Mày không đi là tao đi trước đó.
Mày cứ ở đó sủa tiếp đi. Hổ dữ mà xuất hiện, tao không cứu nổi mày đâu. Là hổ thật sao? Tao nói mà mày không chịu nghe, bây giờ phải làm sao đây? Mở hổ, Tao không muốn đụng độ với mày đâu. Tao đang có việc gấp, mày hãy tránh đường để tao đi. Chó ngoan là bạn thân của tao, mày đừng hòng ăn thịt nó. Chó ngoan, mày hại chết bạn thân của tao rồi, tao phải liều mạng với mày. Chó ngoan ơi, mày đâu rồi? Mày rất thích hồ nước này, giờ mày chìm xuống đó rồi, tao sẽ để mày ở dưới đó nhé. Cảm ơn mày đã dũng cảm cứu tao mà bỏ mạng, nhưng giờ tao lại chẳng thể làm gì cho mày được. Tao phải tiếp tục lên đường tìm người về cứu dân làng đây. Tạm biệt chó ngoan, bạn thân của tao. Tao sẽ tìm cách cứu những người vô tội, những con vật vô tội, để không ai phải mất mạng như mày nữa. Không có chó ngoan đi cùng, mình thật cô đơn. Tiếng sủa của chó ngoan đây mà, nó vẫn còn sống sao? Chó ngoan, tao tưởng sẽ không gặp lại mày nữa. Mày không bị thương sao? Lúc nãy tao thấy mày bị chảy máu rồi chìm nghiễm dưới hồ nước. Sao mày cứ sủa miết vậy? Mày không sợ hổ dữ quay lại ăn thịt sao? Chuyện gì thế này? Sao răng hổ lại rụng hết vậy? Có phải vì hồ nước này nên mày trở thành mình đồng da sắt rồi không? Chó ngoan, mày thử cắn tay tao xem có chảy máu không. À, mày sợ bị gãy hết răng giống con hổ đúng không? Vậy thì tao phải liều thử xem. Đây đúng là hồ nước thần rồi. Mình đã trở thành người mình đồng giá sắt rồi. Mình sẽ có sức mạnh vô địch để chống lại tụi giặc hung ác bạo tàn. Mình phải quay lại cứu dân làng thôi. Cảm ơn mày đã cho tao biết về hồ nước thần. Chúng ta đều trở thành mình đồng da sắt rồi, không gươm dao nào có thể làm hại chúng ta. Giờ tao sẽ lấy nước vào bầu để dành khi cần mang ra dùng. Đúng rồi, chúng ta phải nhanh chóng quay về cứu dân làng. Chàng đâm ri băng rừng vượt suối, chàng quên cả đói khát, đêm tối cũng không ngủ để quay về cứu dân làng. Mày đói lắm rồi phải không? Tao nóng lòng quay về làng mà quên mất. Ơ, tao đã làm rơi bầu nước rồi. Mày chạy theo tao mệt lắm phải không? Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Nếu về trễ thì sẽ có thêm nhiều người trong làng bỏ mạng. Sắp tới mình làm già làng, có nhiều việc phải làm lắm đây. Phải bắt lũ dân làng vào rừng đốn gỗ về làm lại nhà, nuôi lại trâu bò dê lợn, lên rẫy trồng lúa trồng bắp. Rồi mình sẽ bắt cái lũ dân làng phải cống nạp cho mình. Lúc đó mình chỉ cần nằm chỗ ăn no uống say, sung sướng quá. Lại có kẻ hầu người hạ nữa. Mùi khoai lang nướng thơm quá. Ê, tụi mày làm gì vậy? Chúng tôi đói quá,
nên mới lên rải mót được mấy củ khoai còi cọc về nướng ăn nè. Đúng rồi đó. Tụi mày chỉ chơi suốt ngày, cần gì phải ăn nhiều. Ông cũng đi chơi suốt ngày mà được ăn thịt uống rượu đó. Kệ tao, đưa cho tao củ khoai lớn nhất nhanh lên. Nóng quá. Leo leo. Cái đồ tham ăn. Ông ăn nhiều nữa đi, rồi rụng hết cái răng. Cái miệng không nhai được thịt, không ăn được cơm nữa. Đáng đời, đáng đời. Tụi mày phải gọi tao là già làng. Tao sắp thành già làng rồi nha. Chạy đi. Lúc chạy đó đi. Tao sẽ trừng phạt tụi mày. Tao sẽ bắt cha mẹ tụi mày làm việc nhiều hơn nữa. Rồi tao không cho nhà tụi bay gạo muối cho tụi mày chết đói luôn. Ông là tay sai trong quân giặc. Đồ phản bội dân làng. Ông sẽ bị thần sấm, thần sét trừng phạt. Tướng quân vẫn còn ở đây á. Còn mày lại trốn đi đâu ngủ một giấc giờ này mới ra đây hả? Dạ, tôi đâu dám. Tôi mới đi ngang ngóng xung quanh. Của cải trong làng á, ông lấy hết trơn về kinh thành. Lũ làng làm việc cực khổ bao ngày qua, chắc không còn ai có sức chống phá nữa. Ông hãy rút quân đi, để tôi làm già làng dẫn dắt lũ làng trung thành với vua Rum vĩ đại. Ta cũng nghĩ vậy. Bây giờ ta phải đi xem những làng khác để về báo cho vua Rum. Làng này chẳng còn gì để lấy nữa. Làng này là của ngươi rồi đó. Nhưng ngươi nhớ, hàng năm phải cống nạp cho vua Rum vĩ đại của bọn ta đó. Tôi nhớ mà, nhớ mà. Ta về giết gà uống rượu rồi ngủ lấy sức đây. Ngươi ở đây canh chừng lũ lạc của ngươi đi. Dạ. Lũ làng các ngươi, nghe ta nói đây. Từ nay ta sẽ là già làng của các ngươi. Các ngươi phải nghe lệnh của ta. Tất cả hãy trả lời ta. Các ngươi đúng là lì lõm. Ta sẽ có cách trừng trị các ngươi. Lão già này, làm nhanh lên. Lão già yếu rồi, làm được mấy nữa. Cho lão ăn chứ tốn cơm tốn gạo. Lão vào rừng đợi ngài về gặp ông bà tổ tiên đi. Ta sẽ làm già làng thay lão. Không được đánh già làng. Không được. Ta không chỉ đánh mà còn có thể lấy mạng lão ta. Được tay lại. Các ngươi không được đánh dân làng ta nữa. Đứa nào nói đó. Bắt lấy nó cho tao. Mày là ai? Tao là Đâm Tri, người con của làng này. Tướng quân nói nó đã chết với vực thẳm rồi mà. Nhưng sao nó lại cao lớn, nước da như sắt như đồng, người lại khỏe hơn gấp bội thế kia. Đâm Tri hả? Nó còn sống sao? Thằng Nam Ri thành thần rồi. Đúng rồi. Bây giờ mới làm. Tôi biết rồi. Giờ lại báo tướng quân thôi. Đúng. Voi ngoan, tao đã về rồi đây. Mày hãy gom hết gươm giáo của tụi giặc để dân làng làm vũ khí. Hãy gọi những người bạn của mày đến cùng dân làng đánh đuổi quân giặc. Tao chạy về làng trước đây. Ây trời ơi, Đâm đi còn sống. Phải đó, Đâm đi sẽ cứu lại của chúng ta. Sao tụi mày lại về đây? Tụi mày phải ở ngoài thác nước canh chừng dân làng cho tao. Thằng Đâm Ri trở về rồi.
Tụi bay đi nắng là bị hoa mắt rồi sao? Chính mắt tao thấy thằng Đam Ri rơi xuống vực thẳm đen ngòm, nó chết mất xác dưới đó rồi. Tướng quân ơi, nó đã trở thành thần, mình đồng da sắc, gươm giáo của chúng ta không thể làm nó bị thương. Tụi bay đừng có nói láo, có da thịt nào mà chống được gươm giáo của bọn ta chứ? Tôi vẫn còn sống, trở về bắt ông phải chịu tội đây. Mày là thằng Đam Ri sao? Mày thành thần thật rồi sao? Tao không tin là gươm của tao không thể làm mày bị thương. Mày lừa được quân lính của tao, nhưng không lừa được tao đâu. Hả? Sao có thể như vậy được? Tụi mày hãy xông lên giết nó cho tao. Xông lên! Không thể nào! Đâm đi! Lẽ nào nó là con nhà trời? Ta không thể nào địch lại nó! Xin ông hãy cho tôi theo với! Đâm Ri mà nó bắt được tôi là nó giết tôi mất! Mặc kệ ngươi! Tránh ra cho ta! Đâm Ri đã đánh được quân giặc rồi! Làng chúng ta đã được cứu rồi, bà con ơi! Đâm Ri đúng là con của nhà trời rồi! Đâm Ri! Quay ngô Đâm Ri! Đâm Ri! Con đã cứu cả làng chúng ta! Quân giặc vẫn chưa chịu thua đâu! Chúng sẽ chạy về nhờ vua Prum giúp đỡ! Bây giờ chúng ta đã có vũ khí để chống lại quân giặc. Dân làng hãy cầm gươm giáo lên, đuổi theo diệt hết quân giặc để chúng không quay lại làng nữa. Chúng ta phải chạy về kinh thành, nhờ vua Prum cho thêm chi viện, quay lại làng giết thằng Đam Ri. Chúng ta phải lấy mạng của nó mới được. Sao mọi người đứng im đó vậy? Hãy cầm gươm giáo lên, cùng tôi đánh đuổi lũ giặc. Dân làng đói khổ bao lâu nay, giờ chẳng ai còn sức cầm gươm đánh giặc nữa. Nếu đuổi theo lũ giặc, lỡ đâu chúng quay lại trả thù cả làng, làm sao mà tha được? Sẽ không tha cho chúng ta đâu. Đúng vậy, chúng rất là độc ác, hung hãn. Vậy thì chúng ta càng phải đuổi theo diệt giặc, để chúng biết dân làng ta không sợ chúng. Chúng bị đánh tan tác sẽ không dám quay lại lần nữa. Nhưng làng ta có cậu là dũng sĩ đánh giặc rồi, tôi giặc sợ cậu rồi, không có dám quay lại đâu. Dù tôi mình đồng da sắt, nhưng không thể chống lại bọn chúng mãi được. Tại sao cậu lại trở thành mình đồng da sắt như vậy? Thưa già làng, tôi đã tắm ở một hồ nước thần kỳ trong rừng sâu, phải đi liên tục 7 ngày 7 đêm mới gặp hồ nước đó. Tôi có mang theo một bầu nước về, nhưng lại làm rơi dọc đường. Hồ nước thần sao? Có nước thần kỳ đến vậy sao? Tôi sẽ dẫn dân làng đến đó, chúng ta cùng tắm nước thần. Nếu bọn giặc quay lại, cả làng ta sẽ cùng nhau đánh giặc. Tôi không dám đâu, cậu là con nhà trời, tắm nước thần mới thành thần mình đồng da sắt được. Đúng rồi đó. Cậu dám đứng cho quân giặc chém, chứ chúng tôi không dám đâu. Lỡ chúng tôi tắm mà không có mình đồng da sắt giống như cậu, rồi bị chém chết thì sao? Đúng rồi, rồi làm sao? Bây giờ chúng tôi sức tàn lực kiệt, thật sự không thể đi liên tục 7 ngày 7 đêm như cậu nói được. Đúng rồi đó. Khổ lắm. Đúng vậy Đâm Ri ơi, dân làng đã kiệt sức, không thể đi xa như vậy đâu. Chúng ta sẽ cố giữ số vũ khí này để tự vệ, chờ cậu quay lại. Vậy tôi phải nhanh lên, không bọn giặc về đến kinh thành xin quân chi viện quay lại là dân làng ta gặp quả mất. Mày hãy ở lại bảo vệ dân làng, tao phải đi nhanh cho kịp đây. Thì ra nó đã tắm hồ nước thần nên mới có mình đồng da sắt như vậy. Tướng quân, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không? Đúng rồi đó tướng quân ơi, chúng ta đã chạy được khá xa rồi, thằng Đâm Ri chắc không đuổi theo kịp nữa đâu. Chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi, ăn uống lấy sức rồi đi tiếp. Tiếng gì vậy? Hình như là tiếng gió nhậm, thằng Đâm Ri đuổi đến nơi rồi. Chạy tiếp thôi. Lũ giặc kia, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Đâm Ri mãi miết đuổi theo quân giặc, không hề biết mệt, không hề biết đói.
chàng đuổi theo chúng 7 ngày 7 đêm, băng rừng đạp núi qua tận kinh thành của vua Rum. Mau mở cổng thành cho ta vào gặp vua Rum. Các người hãy đóng cổng thành lại, không được cho bất cứ ai vào thành. Có chuyện gì vậy Tướng quân? Ngài đang bị truy đuổi sao? Buôn làng bên kia dãy núi nguy hiểm vậy sao? Buôn làng đó có nguy hiểm mấy cũng không thể kéo cả làng sang đây đánh chúng ta được. Không phải cả làng, chỉ có... Các ngươi đừng có nhiều lời, lo canh gác đi. Ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì? Ta là Damri, người con của buôn làng Mơ Nông, sống cạnh thác Bức So bên kia dãy núi cao. Ta muốn gặp vua Brum của các ngươi. Mày biết vua Brum là ai không mà đòi gặp mặt? Mày đến xin vua của chúng ta tha cho dân làng chúng mày đúng không? Một mình mày thì làm được gì? Cút về làng của mày đi. Chính ta là người đã đánh đuổi tướng quân và đám quân của ta về tận đây. Các ngươi đừng hòng cản đường ta. Chỉ có mình hắn ta mà đánh cho tướng quân chúng ta thảm hại như vậy, còn đuổi về tận kinh thành nữa. Vua Brum, hãy mở cổng thành cho ta vào gặp ông. Ngươi không được làm loạn ở đây. Thưa đức vua Rum Vĩ Đại, ngươi là tướng quân của ta sao? Sao nhìn ngươi thê thảm vậy? Đám người nào đã hại ngươi ra thế này? Thưa đức vua, chỉ có một tên Damri, người làng Mờ Nông bên dòng thác Bút Sô thôi. Chỉ có một tên thôi sao? Ngươi là tướng quân giỏi nhất của ta mà lại chịu thua sao? Nó là người trời phái xuống giúp người Mờ Nông đó. Hả? Người trời? Nó bị tôi dồn vào chỗ chết mà không chết, rồi quay lại hiến ngang như một vị thần. Chúng tôi không đánh lại nó, dao gươm đụng vào da thịt nó là gãy vụn hết. Ngươi đừng ở lâu, không ai có thể mạnh hơn ta. Thưa đức vua, thằng Damri đang phá cổng thành vào gặp người. Gươm giáo của chúng tôi đụng vào người nó là gãy vụn. Mang thêm quân lính ra bắt nó cho ta. Trăm quân không bắt được thì ngàn quân. Dạ. Thấy Damri chỉ có một mình, lão Rum Rum độc ác liền xua cả trăm quân lính ra bao vây hòng bắt sống chàng. Ra ngoài bắt sống rồi về cho vua Rum Vĩ Đại thị tội. Hãy gọi vua của các ngươi ra đây. Ta muốn nói chuyện với ông ta. Ông ta không được mang quân đến cướp phá làng của chúng ta nữa. Đúng là châu chấu đá voi, ngươi chui vào hang cọp rồi. Dù ngươi có mình đồng da sắt cũng không thể chống lại quân ta đâu. Hãy ngoan ngoãn chịu trói rồi phục tùng vua Brum Vĩ Đại của bọn ta đi. Không bao giờ. Bắt sống nó cho ta. Anh đúng là người nhà trời rồi. Quân bị đâu? Liếp cục sông lên cho ta. Ngươi cứ mang hết quân lính ra đây cho ta. Ta sẽ đánh đến tên lính cuối cùng của lão vua Brum độc ác. Thưa đức vua Brum. Đừng thưa gửi dài dòng nữa. Người đã diệt được tên Damri đó chưa? Nó chắc chắn là người trời rồi. Quân của chúng ta ra, trăm quân bị diệt cả trăm, ngàn quân bị nó diệt cả ngàn, vũ khí hư hỏng rất nhiều. Các ngươi là đồ vô dụng. Đích thân ta sẽ dẫn quân ra bắt nó. Chuyện này mà để các vua nước khác biết thì ta không còn mang tên vua Brum Vĩ Đại nữa. Vua Brum Vĩ Đại của chúng ta đích thân ra trận, lần này thì thằng Damri không thoát được đâu. Tất cả bao dây xung quanh nó cho ta. Từ từ siết vòng dây, một con kiến cũng không để lọt ra ngoài. Ông trốn trong cung điện như con chuột trốn trong hang. Ông không được đưa quân sang cướp phá buôn làng của ta nữa. Mày có là thần thánh hay người trời cũng không cản được gió ngựa của quân ta đâu. Hãy đưa ta chịu trói đi. Ta dù bỏ mạng ở đây cũng sẽ cản các ngươi đến cùng. Hãy để dân làng của chúng ta được sống yên bình.
Đích thân ta phải ra tay thôi. Ao bảo vệ đức vua. Gươm quý của ta. Camry và Dũng Cảm đánh nhau với quân giặc suốt mấy ngày liền. Tiếng gươm giáo và nhào vang khắp núi rừng. Khắp nơi đều nghe tiếng và biết chuyện chàng Damri Dũng Cảm đang chiến đấu với vua Brum và quân lính của ông ta. Trong khi Damri vẫn dũng cảm chiến đấu, thì con voi của chàng đã dần kiệt sức. Nó không đủ sức để đánh trả quân giặc và bảo vệ cho Damri nữa. Giết chết con voi của thằng Damri cho ta! Voi ơi! Mày sao rồi? Mày đừng chết! Voi ơi! Mày đừng bỏ tao! Thả ta ra! Thả ta ra! Rồi chặt nó lại cho ta! Cuối cùng cũng bắt được ngươi! Ngươi thật to gan! Dám đánh tan tác quân của ta! Giết chết hắn đi! Ta sẽ không giết nó đây! Phải đưa nó về buôn làng của nó! Giết nó trước mặt dân làng của nó để làm gương! Từ nay đừng bao giờ chống đối lại ta nữa. Người đúng là biết nhìn xa trông rộng đó, thưa đức vua Brum vĩ đại. Đây chính là kẻ chống lại vua Brum ta. Hắn sẽ bị trừng phạt. Các ngươi hãy nhìn hắn mà làm gương. Đây chính là chàng trai tới nhờ làng ta giúp đỡ đánh đuổi quân giặc đây mà. Thật là dũng cảm và tội nghiệp biết bao. Con rất dũng cảm. Và không giúp được gì cho con. Chỉ biết cho con ăn, con uống mà thôi. Cảm ơn già. Già đã cứu đói con hai lần. Thần linh sẽ bảo vệ già. Ta là vua Brum vĩ đại bên kia dãy núi. Thằng Damri của buôn làng các ngươi dám xông vào kinh thành của ta làm loạn. Ta đã bắt được nó chạy về đây. Lũ giặc độc ác, hãy thả ta ra và chiến đấu với ta đi. Mày đã nằm trong tay vua Brum vĩ đại rồi, mày sẽ bị trừng phạt, đừng hòng trốn thoát được nữa. Các ngươi hãy vào rừng lốn thật nhiều kỳ lớn về đây để ta thiêu hắn. Mình đồng nhà sắc đến đâu cũng không thể chống lại được sức mạnh của lửa dữ đâu. Nhanh lên. Thưa vua Brum vĩ đại, tôi đã hứa là sẽ mãi mãi trung thành với người. Nó vẫn còn sống sao? Giỏi lắm. Hãy giúp ta đưa lũ làng vào rừng kiếm củi đi. Phải mang thật nhiều cây lớn về đây. Các ngươi hãy nhìn thằng Damri. Đừng có ai ngu ngốc chống lại vua Brum của ta nữa. Thật là tội nghiệp Damri. Cậu ta muốn cứu làng, nhưng mà bây giờ không xong rồi. Mình đồng gia sắc như Damri còn chịu thua dưới tay lão vua ấy. Nhưng là chúng ta bây giờ biết phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Đi nhanh lên, cứ để vua Brum của ta phải chờ đợi. Các người phải ngẩng đầu lên nhìn thằng Damri bị vua Brum vĩ đại trừng phạt. Lần này thì không ai dám đụng vào ta nữa. Ta chắc chắn sẽ được làm già làng. Ta sẽ cho dân làng các người tận mắt nhìn thấy thằng Damri cháy thành than dưới tay ta.
Chúng hãy chết năm đi rồi. Thầy chủ sĩ bảo vệ làng ta sắp chết rồi. Năm đi chết rồi. Hả? Nó còn sống sao? Chất thêm củi, đốt nó cho ta. Chất thêm củi nhanh lên. Đam Ri còn sống, Đam Ri còn sống. Đam Ri đã phá được xích sắt rồi. Đâu, giết nó cho ta. Đam Ri, hãy đến chỗ thác nước mâm xo, dâng lửa trên người. Dân làng hãy tránh ra, khỏi chừng bị đốt cháy. Rắp, mày làm cái gì vậy? À, thưa Đức Vua Trương, tôi muốn giúp ngài giết tên Đam Ri kia. Ngươi biết gì mà giúp? Ta tài giỏi như vậy còn không làm được gì hắn. Hé, tôi biết thằng Đam Ri, nó mình đồng da sắt, vì nó đã tắm ở hồ nước thần. Hồ nước thần sao? Ừ, đúng rồi. Chính tay tôi nghe nó nói cho dân làng biết mà. Nhưng mà hình như nó chưa có uống nước thần. Bên trong người nó chắc chắn cũng giống như chúng ta thôi. Thật sao? Vậy thì vẫn còn cách tiêu diệt hắn từ bên trong người của hắn. Đúng rồi, thưa Đức Vua. Hay, hay lắm. Ngươi cũng được việc đó. Chỉ cần người cho tôi làm già làng, bắt tất cả lũ làng phải kính nể tôi, thì việc gì tôi cũng có thể làm giúp người, thưa Đức Vua Râm vĩ đại. Đường cùng rồi. Người hãy nghe theo lời nó đi. Hãy kêu quân lính làm một cái móc sắt thật nhọn cho ta. Thằng Đam Ri đang đến thác nước để dập lửa, phải nhanh lên mới kịp. Vậy tên đang đốt dập lửa. Dừng cái này. Dừng vậy đã vô rung. Cố gắng làm cứu ta. Các ngươi hãy liều chết sống lên giữ hắn lại cho ta. Chúng móc vào bụng Đam Ri rồi. Trời ơi, Đam Ri không uống nước thần, chắc là Đam Ri sẽ chết mất rồi. Phải đó. Đam Ri, xin chàng đừng chết. Chàng Đam Ri đã quên uống nước thần, quân giặc đã móc đứt ruột gan của chàng. Chàng đã chết và ngã xuống thác nước bức so. Tin dữ về cái chết của chàng Đam Ri truyền đi khắp núi rừng Tây Nguyên. Đam Ri chết rồi. Dập tắt ngọn lửa đó cho ta. Ngươi có thể giết chết ta, nhưng không thể giết chết trái tim căm thù lũ giặc độc ác các ngươi. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Lũ giặc, các người hãy cốt khỏi buôn làng chúng ta. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Hãy theo tấm gương chiến đấu anh dũng của Đam Ri. Chúng ta hãy cùng nhau đánh đuổi quân giặc. Đam Ri! Đam Ri! Đam Ri! Đam Ri! Đam Ri! Đam Ri! Cút đi lũ giặc! Cút đi! Mau! Mau về kinh thành, đưa sĩ quân lính diệt sạch làng này cho ta. Cho tôi theo với. Hãy trừng trị tên phản bội kia cho ta. Chúng tôi tới đây giúp anh em đồng bào đánh đuổi quân giặc. Cái chết của chàng Đam Ri anh dũng đã làm cho dân làng khắp nơi thức tỉnh.
họ đoàn kết một lòng đánh đuổi vua Rum và quân lính của hắn đến tận kinh thành. Ngọn lửa từ trái tim bất diệt của Damri đã đốt cháy cung điện của vua Rum. Từ đó quân giặc Rum không còn dám tới cướp phá. Dân làng Mơ Nông quay lại cuộc sống yên bình, no ấm trước đây. Những câu ca về chàng Damri, người con dũng cảm của buôn làng Mơ Nông, còn vang vọng mãi khắp núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Rền rỉ giọng thác bức so, nhỏ to thì thầm thương nhớ. Muôn thuở chàng Damri, kỳ lạ thay trái tim lửa, rực đỏ giữa chốn núi rừng.